Câu chuyện bắt đầu với cảnh nam chính ít đang nằm mơ tưởng đến việc sờ véo các cô gái. Ngôi trường mà cậu đang theo học vài năm gần đây đã chuyển từ trường nữ sinh sang tổng hợp. Cho nên học sinh nữ ở đây hoàn toàn áp đảo và điều đó đã khiến ý tưởng lập dàn harem này nở trong đầu ít Tuy nhiên một năm qua cậu với hai thằng bạn của mình vẫn ế lòi le. Một phần nguyên nhân là do thanh niên đẹp mã kỳ ba này đây. Các cô gái trong trường ai nấy cũng đều chết mê chết mệt với cậu ấy. Và do quá buồn chán nên sau đó ba thanh niên quyết định đi coi trộm các nữ sinh thay đổi nhưng không may lại tạo ra tiếng động khiến họ phát hiện. Thế là hai thằng bạn tốt của Issei cong đuôi bỏ chạy hết, bỏ lại thanh niên một mình chịu trận. Sau đó lúc Issei đang trách mắng hai thằng bạn thì cậu vô tình nhìn thấy một cô gái đứng bên cửa sổ, ba vòng siêu chuẩn nên thanh niên ngay lập tức chết mê chết mệt với cô ấy. Được biết cô nàng học năm ba tên là Riad, hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, và dường như cô ấy cũng đang rất chú ý đến Issei. Nhưng khi được cô bạn Akeno hỏi hang thì Riad lại bảo không có gì, Đoạn sau là cảnh đi tắm hơi nhạy cảm nên anh em tự vào anime coi nha. Chiều hôm đó, lúc Issei đang buồn chán vì không được vút ve mấy quả đồi thì chợt có một cô gái tìm đến cậu. Cô nàng giới thiệu tên mình là Amano, đồng thời nói bản thân đã quan sát cậu từ rất lâu, rồi sau đó chủ động tỏ tình khiến Issei vô cùng sốc không tin nổi tay mình. Sáng hôm sau cậu ta liền giới thiệu cô ấy với Masuda và Motohama để lấy le. Hai thanh niên nghe vậy đã rất sốc đồng thời gọi Issei là kẻ phản bội chiều hôm đó bạn gái của issei đã đề nghị muốn được đi hẹn hò với một trai tân như cậu thì đã ngay lập tức đồng ý với cô ấy cùng lúc đó từ đằng xa có một cô gái đang theo dõi bọn họ và đã nghe được tất cả mọi chuyện cô gái tóc trắng ấy sau đó đã quay về kể lại cho riyad nghe và cô ấy đã quyết định sẽ biến issei trở thành thuộc hạ của mình trong lúc đang đứng đợi bạn gái issei đã nhận được một tấm bùa từ một người phát tờ rơi thanh niên đã rất bất ngờ khi mà đã cầm lấy nó trong vô thức cặp đôi trẻ sau đó đã có khoảng thời gian hẹn hò vô cùng hạnh phúc Mặc dù Issei không hiểu tại sao Amano lại thích mình, nhưng cậu dám chắc chắn rằng cô ấy là một người tốt. Đến chiều cả hai đã dừng chân tại một đài phun nước để trò chuyện. Amano hỏi Issei có thể nghe ước nguyện của cô không, và nguyện ước ấy không phải là nhà nghỉ hay khách sạn mà là cô ấy đã hỏi cậu có thể chết vì cô không. Issei còn nghĩ rằng Amano chỉ đang nói giỡn, nhưng lúc cô ấy biến về chân dạng của mình thì cậu đã rất sốc, sau đó Issei đã bị người bạn gái mới quen của mình xiên một nhát vào bụng. Theo như cô ấy thì cậu là một mối đe dọa, cho nên cần phải loại bỏ để tránh mang họa sau này sau khi đã mỉa mai về buổi hẹn hò chán ngắt cô ta đã rời đi bỏ issei một mình trên vũng máu lúc rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình issei đã liên tưởng tới mái tóc màu đỏ thẩm của riyadh thanh niên nói rằng bản thân không muốn chết một cách tẻ nhạt như vậy nếu được thì cậu muốn được chết trên ngực của cô ấy vừa dứt câu thì riyadh bất ngờ xuất hiện từ trong lá bùa mà cậu nhận được trước đó cô ấy cho issei thấy đôi cánh của mình đồng thời nói rằng từ nay cậu sẽ là thuộc hạ của cô. Lúc ít xây tỉnh dậy đã cảm thấy rất may mắn vì cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khi cậu hỏi hai thằng bạn của mình thì tụi nó chẳng ai có ký ức về Amano cả. Ngay cả thông tin liên lạc của cô ấy trong điện thoại cũng bị xóa sạch. Đúng lúc này Riad bất ngờ đi ngang qua và cô ấy đã mỉm cười với cậu. Trên đường về Issei đã rất kinh ngạc khi nhận ra tầm nhìn của mình rất tốt dù trời đã tối, cơ thể tràn đầy sức sống còn đôi tai thì lại vô cùng thính. Để tìm hiểu nguyên nhân thì cậu đã trở lại đài phun nước hôm qua. Cậu cho rằng chuyện mình có bạn gái không phải giấc mơ mà là sự thật. Đột nhiên lúc này có một người bước ra từ trong bóng tối. Nhận thấy nguy hiểm cận kề ít xây liền cong đuôi bỏ chạy. Nhưng cậu ngay lập tức bị bắt kịp vì đối phương có cánh nên tốc độ tiếp cận là rất nhanh. Ít xây vẫn cứ tiếp tục bỏ chạy, nhưng không được bao xa thì một lần nữa bụng cậu bị lủng lỗ. Tuy nhiên lần này khác với lần trước. Vì khi cậu cầu sự trợ giúp thì Riyad đã xuất hiện, thành công ngăn chặn đòn kết liễu của kẻ địch. Và không chỉ có cô ấy, mà những cô gái khác trong câu lạc bộ cũng có mặt nhìn thấy mái tóc màu đỏ thẩm như máu của riad ông ấy nhận ra cô đến từ gia tộc Gremory. nên sau đó đã quyết định rút lui vì không muốn gây sự với gia tộc lớn mạnh đó riad không ngờ ít xây lại chạm trán với một thiên thần sa ngã nhưng cô sẽ không để cậu ấy phải chết sáng hôm sau tỉnh dậy thanh niên một lần nữa cho rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng khi nhìn thấy riad đang trần truồng nằm bên cạnh mình thì cậu đã rất hốt hoảng riad nói rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật kể cả việc cậu đã bị biến thành một con ác quỷ. Mọi người trong trường sau đó đã rất kinh ngạc cũng như ghen tị khi nhìn thấy ít sánh bước với Riyad đến trường. Sau khi chia tay với cô ấy thì thanh niên đã bị thằng Masuda đánh sấp mặt. Motohama kêu giải thích thì Issei đã hỏi ngược lại tụi nó đã bao giờ nhìn thấy vếu trần chưa. Trong giờ giải lao, Issei đang ngồi đợi người đưa tin thì Kiba bất ngờ bước vào lớp của cậu. Sau đó thanh niên đã rất ngạc nhiên khi biết cậu ta cũng là người của gia tộc Gremory. Đi theo Kiba đến phòng câu lạc bộ thì Issei nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang ở trong đó. Được biết cô ấy học năm nhất và có tên là Koneko. Rất chuẩn gu của Issei khi mà thanh niên cũng rất thích Loli, sau đó hội phó Akeno cũng ra chào hỏi cậu. Theo như Issei đánh giá thì body của cô ấy cũng 19110 với Riad. Sau khi tắm xong, Riad đã giải thích cho Issei biết sơ qua về câu lạc bộ này. Không vòng vo vò cô nàng ngay lập tức nói rằng tất cả những người ở đây đều là quỷ. Người đàn ông đã tấn công cậu hôm qua thì là một thiên thần sa ngã. Mặc dù thiên thần được xem như là cánh tay phải của Chúa, nhưng vì có ý đồ xấu nên đã bị trục xuất. Và cả thiên thần lẫn thiên thần sa ngã đều nhắm vào các ác quỷ bọn cô. Thấy Issei vẫn chưa thông nên Riad đã nhắc đến cái tên Amano, bạn gái cũ của cậu. Riad cam đoan cô ta có tồn tại. Đồng thời cho cậu biết cô gái đó cũng là một thiên thần sa ngã. Hai thằng bạn của cậu không nhớ là vì sau khi gây án xong cô ta đã xóa ký ức của họ giống như cái cách mà riyad đã làm với bố mẹ của issei hồi sáng khi bị họ phát hiện riyad cho biết thêm có thể nhiệm vụ của amano chính là tìm kiếm thánh tích trong người cậu cho nên cô ta mới sử dụng mũi thương ánh sáng đó xiên bụng cậu để kiểm tra theo như akeno thì thánh tích là một loại sức mạnh không chủ tâm và được ban tặng ngẫu nhiên chỉ có vài người là được lựa chọn cho nên sức mạnh của nó là vô cùng to lớn tiếp đó riyad đã tiến hành kiểm tra năng lực của issei và dù đã rất cố gắng nhưng cậu không hề phát động được một thứ gì cả bởi quân nhỏ của Riad đã lấn át hoàn toàn sự tập trung của cậu. Issei lúc này một lần nữa bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nên cô ấy đã nói lý do mà cậu được cứu chính là nhờ lá bùa này. Nó đã triệu hồi Riad và cô đã tái sinh cậu ấy dưới tư cách là một người em trai, một ác quỷ của nhà Gremory. Lúc đầu Issei cứ tưởng bọn họ chỉ đang giỡn, nhưng khi nhìn thấy cả đám có cánh và cậu cũng giống như họ thì cậu mới chấp nhận sự thật. Cho nên hiện tại cậu đang nhận trọng trách đi giao hàng cho bọn họ với tư cách là một thuộc hạ. Issei hớn hở với công việc như vậy là vì trước đó nghe Riyad nói cậu có thể kiếm thuộc hạ cho riêng mình và có thể làm gì tùy thích với người mà cậu chọn, không cần nói nhiều Issei liền đặt ra mục tiêu vượt qua cả vua hải tặc đó là trở thành vua harem. Khi trở về cậu nghe Rias nói rằng Koneko hôm nay có hai hợp đồng nên sẽ chia cho cậu một cái. Dứt câu cô ấy đã vẽ dấu hiệu gia tộc Grimoire cho cậu. Sau đó thanh niên thử đi vào vòng tròn dịch chuyển nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Hết cách nên cậu đành phải cưỡi con chiến mã của mình đến điểm hẹn khách hàng của cậu sau đó đã từ chối vì chẳng có con quỷ nào lại đi đập cửa như vậy cả vì bình thường bọn họ toàn xuất hiện từ vòng tròn ma thuật sau một hồi khóc lóc thì anh ta cũng đã cho cậu vào vì sợ hàng xóm than phiền bình thường Koneko sẽ thay đổi nữ sinh và bế anh ta như một đứa trẻ nhưng giờ có hai thằng được dựa với nhau thì không thể làm như vậy cho chuyện một hồi thì hai người nhận ra cả hai điều là vi bù cho nên sau đó bọn họ bắt đầu flex trình độ hiểu biết anime và manga của mình trên đường trở về ít xây bất ngờ chạm mặt với một thiên thần sang ngã khác chẳng nói chẳng rằng cô ta ngay lập tức tấn công thanh niên tuy nhiên nhờ có dấu hiệu của gia tộc gregory mà cậu đã may mắn né được việc bụng bị lủng lỗ mặc dù rất ngạc nhiên với việc đó nhưng cô ta vẫn quyết giết cậu cho bằng được bị rơi vào bước đường cùng ít xây nhớ lại những gì mà Riyad đã nói cậu tưởng tượng và thành công triệu hồi ra một cái vuốt rồng đồng thời khiến cho quần áo của kẻ địch bị thổi bay chỉ sau một đòn nên cô ta đã quyết định rút lui sau khi trở về thì Issei biết được thứ này chính là thánh tích mà Riyadh đã nói trước đó, nhưng dù sở hữu được thứ sức mạnh này cô ấy vẫn không quên nhắc cậu không được quá tự phụ. Đặc biệt không được tự mình đối đầu với bè lũ thiên thần sa ngã, sáng hôm sau trên đường đi học Issei vô tình nhìn thấy một cô gái đang vô ích. Cô ấy mang một vẻ đẹp vô cùng trong sáng với mái tóc màu vàng ống ả của mình. Khi biết được cô nàng đang tìm đường đến nhà thờ thì Issei đã tốt bụng xin được dẫn đường. Trên đường đi hai người nhìn thấy một cậu bé đang bị thương, cho nên cô ấy đã ngay lập tức chạy đến chữa trị cho cậu nhóc ngay lúc đó tay trái của issei đã phản ứng lại với phép của cô ấy tuy nhiên thanh niên cũng không biết chuyện gì vừa mới diễn ra khi gần tới nhà thờ issei một lần nữa dùng mình nhưng lần này là toàn thân của cậu cho nên sau đó thanh niên đã lấy lý do còn có chuyện phải làm nên không thể đi tiếp cùng cô ấy được nhưng dù vậy cô nàng vẫn rất biết ơn đồng thời giới thiệu bản thân tên là asia sau đó issei đã tạm biệt cô ấy rồi đến gặp riyad để hỏi cảm giác mà mình vừa trải qua Nghe xong cô ấy cấm cậu không được bén mảng đến gần nhà thờ vì đối với ác quỷ. Nơi đó chính là lãnh thổ của kẻ địch và cảm giác đáng sợ mà Issei cảm nhận được chính là bản năng ác quỷ đã cảnh báo cho cậu. Riad cho biết việc gần gũi với một ai đó của nhà thờ cũng giống như kết thân với kẻ thù vậy. Tối hôm đó, Riad nhận được thông tin có một ác quỷ lạc lối đang hoành hành bên ngoài. Cho nên cả nhóm đã cùng nhau đến địa điểm đó để xử lý nó. Lúc này Riad đã nói cho Issei biết thêm về cách phân bố cấp bậc của cô là theo bàn cờ vua. Với tư cách là chủ nhân nên cô sẽ là vua, còn vị trí của những người còn lại sẽ được phân theo từng vai trò của bọn họ. Khi Riyad vừa dứt câu thì con quỷ lạc lối với danh xưng là Vice đã xuất hiện. Cô ta nút toàn thân nên đã khiến cho Issei vô cùng phấn khích. Nhưng ngược lại với sự quyến rũ đó, kỹ năng của cô ta rất nguy hiểm dù nó được bắn ra từ vếu. Không thể để cô ta tự tung tự tác thêm nữa khi ba liền bức tốc lao vào trả đòn. Cậu ấy tương ứng với quân mã nên có tốc độ tấn công là rất nhanh, còn Koneko thì là quân xe cho nên sở trường của cô bé chính là những đòn vật lý, cuối cùng là Akeno, người nhận trọng trách kết liễu con ác quỷ lạc lối đó. Theo như Riad cho biết thì cô nàng ứng với vị trí quân hậu, chuyên về những đòn tấn công bằng ma pháp, đặc biệt trong người cô ấy có máu S là rất cao. Sau khi con ác quỷ đó đã suy yếu, Riad đã xóa sổ cô ta mà không hề để lại một dấu vết. Lúc trận chiến đã kết thúc Issei đã hỏi vị trí của cậu trong bàn cờ. Và thanh niên đã rất thất vọng khi biết bản thân chỉ là một quân tốt, Đêm nay Koneko tiếp tục có hai hợp đồng nhưng lại trùng giờ nên ít lại phải đi thay cô ấy. Nhưng khi mở cửa bước vào thì cậu phát hiện khách hàng đã nằm chết trên sàn và kẻ đã gây ra việc đó chính là một linh mục sa ngã. Hắn ta tự giới thiệu bản thân mình tên là Fritz, có nhiệm vụ diệt trừ ma quỷ vì nhân loại. Tuy nhiên giờ đây hắn ta lại giết người vì phát hiện nạn nhân có dính dáng tới quỷ. Sau khi chào hỏi xong hết thì Fritz liền móc vũ khí ra để tấn công Issei và thành công đụt một lỗ trên chân của cậu bằng một khẩu súng ngắn issei sau đó đã dùng thánh tích để phản công nhưng vì vẫn quá non nên tiếp tục ăn một chém ngay lúc hắn ta định ra tay kết liễu cậu thì asia đã hét lên vì cô nhìn thấy có xác chết sau đó cô cũng nhìn thấy issei và cô đã rất sốc khi nghe thanh niên thừa nhận bản thân là một ác quỷ nhưng dù có như vậy asia vẫn nhất quyết muốn bảo vệ issei khi tên Fritz định giết cậu tuy nhiên hắn ta không hề nể mặt đồng đội mà sau đó đã tấn công luôn cô nàng tên Fritz không chỉ dạy đời asia mà sau đó hắn ta còn quấy rối cả cô ấy Hành động đó khiến xây tức điên lên nên đã lao đến tặng cho hắn một cú đấm đau điếng, nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm, khi hắn định kết liễu xây thì Kiba đã kịp thời có mặt để ngăn chặn đòn tấn công đó lại. Không chỉ có cậu ấy, mà những người còn lại trong câu lạc bộ cũng có mặt, cả Riad cũng đến rồi sau đó tặng hắn một đòn vì dám làm tổn thương thuộc hạ của cô. Tuy nhiên sau đó bọn họ cảm nhận được có thiên thần sa ngã đang tiếp cận. Với lại mục tiêu trước mắt là chữa thương cho Issei nên Riad đã lệnh cho tất cả rút lui. Lúc đó thanh niên đã yêu cầu mọi người hãy mang cả Asia theo cùng. Nhưng Riad bảo không thể vì vòng tròn ma thuật này chỉ có thể dịch chuyển những người có dấu ấn gia tộc. Cho nên Issei đành phải rời đi trong sự đau đớn khi nhìn thấy cô ấy rơi lệ. Vết thương của Issei lúc này đã khá hơn sau khi được cọ sát với cơ thể nuột nà của Riad. Nó không thể phục hồi ngay lập tức được vì vết thương lần này là do một linh mục lạc lối gây ra. Lúc trở về Issei đã tự trách bản thân mình quá yếu khi mà để một người con gái khóc trước mặt. Cho nên sau đó cậu đã bắt đầu luyện tập để rèn luyện bản thân. Đúng lúc đó Asia chợt đi ngang qua và nhìn thấy cậu. Cho nên hai người sau đó đã đi ăn cùng với nhau. Khi được ít hỏi tại sao có mặt ở đây thì cô ấy ngập ngừng nói rằng bản thân chỉ đang đi dạo. Nghe vậy thanh niên không hỏi gì thêm mà sau đó đã dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi. Và trong quá trình đó Asia phát hiện vết thương mà Fritz gây ra cho ít vẫn chưa lành. Cho nên sau đó cô nàng đã sử dụng thánh lực của mình để chữa trị cho cậu ấy. Vết thương mà Riyad không thể chữa sau đó đã được cô nàng giải quyết một cách đơn giản. Sau khi đã chữa trị cho ít xây xong Asia đã kể cho cậu ấy nghe về bản thân. Cô ấy đã bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ ở trước một nhà thờ. Lúc lên 8 tuổi Asia nhận ra bản thân sở hữu phước lành chữa trị nên sau đó cô đã được chuyển đến một nhà thờ lớn hơn và nhận trọng trách chữa bệnh cho mọi người. Nhưng rồi cho đến một ngày những người xung quanh đã bắt đầu chỉ trích cô vì đã chữa trị cho một ác quỷ. Sau đó cô đã mất đi chỗ ở đồng thời bị gắn mác là một thiên thần sa ngã. Nhưng dù vậy Asia không hề cảm thấy hối hận khi đã chữa trị cho ác quỷ đó bây giờ cô chỉ có một ước mơ đó là có thật nhiều bạn issei nghe vậy liền đứng lên nói rằng mình sẽ là người bạn đầu tiên của cô asia nghe những lời chân thành đó thì cô đã rất xúc động vì hạnh phúc hai người đang nói chuyện thì bạn gái cũ của issei là amano đột nhiên xuất hiện lúc này asia mới thừa nhận thật ra cô đã bỏ trốn khỏi nhà thờ không muốn tốn thời gian thêm nữa amano liền triệu hồi thương ánh sáng issei cũng ngay lập tức cho ả thiên thần sang ngã đó chiêm ngưỡng sức mạnh mới của cậu nhưng cô ta chẳng hề cảm thấy lo lắng mà sau đó còn phì cười mỉa mai cái thánh tích ghẻ đó vì theo như ả thiên thần sa ngã này thì cái vuốt rồng đó chỉ có mỗi kỹ năng gấp đôi sức mạnh dù vậy lúc này có còn hơn không tuy nhiên cậu chưa kịp gồng xong thì bụng đã lủng một lỗ cũng may nhờ có asia chữa trị mà vết thương của cậu đã lành lại ngay lập tức amano nói rằng chỉ cần asia theo mình quay về thì cô sẽ không giết issei dứt câu ả ta liền tấn công hai người một lần nữa nhưng đòn đó chỉ muốn phô trương sức mạnh nếu cô mà nhắm thẳng vào ít xây thì dù thánh lực có mạnh đến đâu cũng không tài nào chữa được. Asia cũng nhận ra điều đó, nên cô quyết định theo ả ta trở về để bảo vệ người bạn của mình. Một lần nữa ít xây lại bất lực với bản thân, vì đã không thể bảo vệ được người mà cậu yêu quý. Ít xây trở về cãi lời Riyadh muốn đi cứu Asia nên đã bị cô ấy tán một bạt tay. Nhưng cậu vẫn muốn rời khỏi nhà Gremory vì cho rằng dù có mất đi một quân tốt cũng không sao. Nghe vậy Riyadh liền giải thích cho cậu hiểu. Đúng là cậu chỉ là quân tốt, Tuy nhiên nó là quân cờ duy nhất có thể thăng cấp thành bất kỳ vai trò nào ngoại trừ vua. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nơi mà cậu đến được cô ấy công nhận là lãnh địa của kẻ thù. Ngoài ra Riad cũng nhắc lại cho cậu nhớ thánh tích kích hoạt bởi ý muốn của chủ nhân. Cho nên ý chí của người sở hữu càng mạnh thì thánh tích cũng sẽ mạnh theo. Sau đó vì có chuyện cần giải quyết nên Riad và Akeno đã đi ra ngoài. Lúc này Issei quyết định sẽ đi cứu Asia và cậu đã rất bất ngờ khi mà Kiba lẫn Koneko không chỉ không ngăn cản mà còn muốn đi theo vì theo như hai người lúc nãy Riad đã ngầm thừa nhận nhà thờ chính là lãnh thổ của kẻ địch trong khi đó Riad và Akeno đã đi gặp một thiên thần xa ngã cô ta giới thiệu tên mình là Mistel có nhiệm vụ ngăn cản những kẻ khác tiến vào nhà thờ khi mà nghi lễ đang diễn ra nhưng khi nghe Riad nói những đàn em dễ thương của cô đã đến nơi đó thì Mistel đã rất bối rối nhóm của Issei lúc này đã thẳng tiến vào nhà thờ vì họ biết kẻ địch cũng đã nhận ra ở bên trong đó người đi ra đón tiếp bọn họ chính là tên linh mục điên loạn Fritz sau đó Kiba đã bước lên đối đầu với hắn, cuộc đọ kiếm của hai người rất cân tài cân sức, nhưng tên Fritz đã chiếm được ưu thế khi mà ngoài kiếm ra thì tay còn lại hắn còn có súng. Nhưng cho đến khi Kiba sử dụng quỷ kiếm của mình thì trận chiến liền trở về thế cân bằng, trong khi đó ở bên ngoài không chỉ có mỗi Mistel, mà hai thiên thần sa ngã lúc trước cũng có mặt, còn về phần ít xây lúc này thì đã thăng cấp thành quân xe và sử dụng sức mạnh đó đấm Fritz vỡ mồm. Mặc dù hơi điên nhưng tên này rất danh mảnh, khi biết bản thân không thể cân ba thì liền đánh bài chuồn để tìm cơ hội phục thủ về với mặt trận bên này thì akeno đã biến hình thành một nữ tu đồng thời thi triển kỹ năng triệu hồi ra vô số vòng tròn phép để bao vây kẻ địch cùng lúc đó nhóm của issei đi xuống tầng hầm và đã chạm mặt với amano asia cũng có mặt ở đây và cô đang bị trói lên một cây thánh giá để làm nghi lễ mục đích của bè lũ thiên thần sang ngã chính là đánh cắp thánh tích hồi phục của asia tuy nhiên một người khi mất đi thánh tích thì cũng đồng nghĩa với cái chết Hiện tại nghi lễ đó đã hoàn tất và sức mạnh của Asia cũng rơi vào tay bọn chúng. Sau đó Amano đã hấp thụ sức mạnh của Asia, rồi tiến hóa thành một thiên thần sang ngã tối cao. Tiếp đó Kiba và Koneko đã giữ chân mấy tên Lola để cho Issei có thể đến cứu Asia. Do đã hết giá trị lợi dụng nên Amano đã giao cô nàng lại cho Issei xem như một phần thưởng. Lúc này thanh niên đã yêu cầu cô ta trả lại thánh tích cho Asia. Và tất nhiên Amano từ chối vì để thực hiện kế hoạch này thậm chí cô đã làm trái lệnh cấp trên nhóm của riyadh lúc này đang gặp bất lợi vì có vài vòng tròn phép đã bị phá hủy mistel khuyên cả hai nên bỏ lại những người ở trong kia để bảo toàn tính mạng bởi cô cho rằng trước sau gì ba người đó cũng chết hết nhất là cái tên dâm dê issei nhưng riyadh đã từ chối lời đề nghị đó đồng thời bảo mistel đừng xem thường đàn em của mình trở về với bên này thì amano quyết định sẽ hạ sát cả hai nhưng issei đã kịp thời bế asia thoát khỏi đòn tấn công đó để giúp cậu ấy bỏ trốn thì kiba và koneko đã giúp người bạn của mình cầm chân kẻ địch issei lúc này đã đưa asia lên tầng trên của nhà thờ nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến cô ấy yếu dần theo thời gian dù biết bản thân sẽ phải chết nhưng cô ấy vẫn rất hạnh phúc vì đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với issei khi asia nhắm mắt xuôi tay thì thanh niên đã chỉ trích chúa vì ông ta nhẫn tâm với một cô gái tội nghiệp chỉ muốn kết thêm nhiều bạn tuy nhiên amano đột nhiên xuất hiện và ngắt lời của cậu ba tên thiên thần sa ngã ở bên ngoài lúc này đang bật cười với những gì mà riyad nói lúc nãy bởi vì bọn chúng cho rằng một tốt thí như issei sẽ chẳng thể nào làm được chuyện gì ra hồn nghe những lời đó Riyad rất tức giận vì bọn chúng dám xem thường thuộc hạ của mình cho nên sau đó cô đã bật mốt nghiêm túc quét sạch cả lũ chỉ bằng một đòn duy nhất lúc này issei đang rất phẫn nộ và cậu đã nhớ lại những lời dặn dò của Riyad về thánh tích rồi sau đó thành công triệu hồi ra vuốt rồng mặc dù sức mạnh cũng tăng lên đáng kể nhưng cậu lại không thể đánh chúng amano thậm chí sau đó còn bị cô ta xiên hai lỗ vào chân bằng thương ánh sáng của mình đối với quỷ thì nó chẳng khác gì là chất độc nhưng issei vẫn có thể nắm lấy và rút ra được bởi cậu cho rằng nó chẳng là gì so với nỗi đau mà asia phải chịu cả lúc này issei bất ngờ đứng dậy và mọc cánh khiến cho amano rất kinh ngạc sau đó thậm chí cậu ấy còn khai mở được một sức mạnh mới amano thấy không ổn nên định bỏ trốn nhưng issei đã kịp tóm lại và đấm cô ta vỡ mồm. khi thanh niên không đứng vững được nữa thì kiba chợt xuất hiện đỡ lấy cậu riyad cũng có mặt sau khi đã hoàn thành công việc cả Koneko cũng mang ả Amano đến để gặp mặt chủ nhân của mình. Riyad lúc này đã chào hỏi cô ta cũng như giới thiệu bản thân là người thừa kế của nhà Gremory. Cô nàng còn cho biết thêm những người đồng đội mà Amano dẫn theo đã bị giết sạch. Và hiện tại Akeno đang giúp cô quét dọn cái mớ hỗn độn đó. Lúc này Riyad rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thánh tích của Issei đã thay đổi hình dạng. Cô nàng dần hiểu ra mọi chuyện và bắt đầu giải thích cho Amano nghe. Thật ra cái vuốt rồng đó có thể gia tăng sức mạnh cho người sử dụng lên đến vô hạn bởi nó chính là long huyết thiết thủ, một trong 13 long Guinness Gear. Lúc này khi nhận ra mình đã cùng đường, Amano liền biến về hình dạng người yêu cũ của Issei. Cô ta bắt đầu khóc lóc van xin cậu các thứ, tuy nhiên thanh niên thừa biết ả ta chỉ đang diễn kịch nên đã bảo Riad cứ ra tay. Sau khi Amano chết Issei cũng rất đau lòng, vì dù gì cô ta cũng là mối tình đầu của cậu. Mặc dù Amano đã chết nhưng thánh tích của Asia vẫn còn nguyên vẹn, cho nên Riad đã quyết định sẽ hồi sinh cô ấy sở hữu năng lực hỗ trợ những người khác nên Asia tương ứng với quân tượng. tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc giờ đây cô ấy cũng là một ác quỷ. sau khi tỉnh dậy Asia đã rất kinh ngạc. còn xây thì ngay lập tức ôm lấy cô bạn của mình. sáng hôm sau nhờ có năng lực chữa trị của Asia mà vết thương của xây đã không còn. đột nhiên Riad tiến lại gần rồi ôm lấy cậu xem đây như là một phần thưởng. đúng lúc này Asia chờ xuất hiện và nhìn thấy cảnh đó nên đã rất ghen tị. cô nàng liền cầu nguyện để xóa bỏ ý nghĩ đó nhưng không được vì giờ đây cô đã là quỷ. Những người khác sau đó cũng có mặt, và bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng thành viên mới. Kể từ ngày hôm nay, Riad sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện Issei mỗi buổi sáng để cải thiện sức mạnh. Bài luyện tập rất khó khăn, nhưng vì ước mơ trở thành vua harem nên Issei đã rất cố gắng. Hai người đang nói chuyện thì Asia chợt chạy tới. Cô ấy đến đây là để mang đồ bồi bổ cho Issei, sau đó cả ba đã trở về nhà của cậu. Hóa ra Riad dẫn cả bọn về đây là để xin phép ba mẹ của Issei cho Asia ở nhờ. Và ba mẹ của thanh niên không hề cấm cản chuyện đó mà cả hai chỉ lo cho cô ấy khi phải ở chung với một người có ham muốn tình dục cao như con mình. Nhưng Asia bảo rằng mọi chuyện không sao, thậm chí còn hứa sẽ trở thành một người vợ tốt khi nhắc tới chữ người vợ. Issei nhận thấy tâm trạng của Riyadh chợt thay đổi, Asia sau đó đã chuyển vào lớp của Issei khiến tụi con trai rất vui sướng. Nhưng khi biết tin cô ấy đang ở chung nhà với Issei thì hai thằng bạn của cậu đã rất ghen tị, còn các nữ sinh thì lo lắng sợ cô ấy sẽ bị thanh niên quấy rối. Đến tối hai người đã tới chỗ của Riyadh và cô ấy đã giao hợp đồng đêm nay cho Asia xử lý. Thấy ít lo lắng thì Akeno liền trấn an. Vì theo như cô thì Asia cũng có năng khiếu sử dụng phép thuật giống mình. Nhưng dù vậy thanh niên vẫn rất lo lắng, cho nên cậu ấy đã đề nghị muốn được làm thay để Asia có thêm thời gian. Sau đó Issei đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy khách hàng là một ông chú mặc đồ cosplay và ước nguyện của ông ấy chính là muốn Issei biến mình thành một cô gái phép thuật. Nhưng khi biết điều đó là bất khả thi ông ta đành phải đề nghị cậu coi anime ấy cùng với mình nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể nào ký được hợp đồng. Trong tiết thể dục ngày hôm sau, Issei đã cúp học để đi chợp mắt một chút vì thấy không được khỏe. Khi cậu tỉnh dậy thì bất ngờ nhìn thấy Riyad đang khỏa thân nằm bên cạnh mình, cô nàng cũng giống như cậu đến đây là để chợp mắt. Và việc cô cởi trần là do thói quen khi ngủ, sau đó Riyad đã cho phép Issei chạm vếu của mình. Tuy nhiên muốn được như vậy thì trước tiên cậu phải ký được một hợp đồng. Ở nhiệm vụ kế tiếp thì Riyad cũng đi theo để quan sát cậu, Đến nơi bọn họ nhìn thấy khách hàng là một cô gái mặc bộ giáp samurai, một du học sinh tên là Susan nhưng không gắn bốn số phía sau. Và yêu cầu mà cô đưa ra chính là cùng cô đến trường để lấy sổ tay. Nhiệm vụ khá đơn giản nên Issei không mất quá nhiều thời gian để thực hiện nó. Nhưng khi thanh niên đang nghĩ sắp được sờ véo Riad thì Susan chợt đưa ra một yêu cầu nữa. Đó là cô ấy muốn tỏ tình với một chàng trai nhưng vì bản tính nhút nhát nên đã không dám thổ lộ. Nghe vậy Issei liền gợi ý cho Susan viết một lá thư tình để gửi cho người ấy ý kiến đó rất hay nên cô nàng đã ngay lập tức làm theo. Nhưng cách gửi hơi lạ khi mà lại dùng một chiếc cung tên, hôm sau cơ rút của cô ấy đến thật, nhưng ít đã rất sốc khi nhìn thấy mũi tên trên đầu anh ta. Tuy nhiên chuyện đó không quan trọng vì cả hai đều có tình cảm với nhau, vậy nên hai bên sau đó đã trở thành một cặp rất đẹp đôi, theo như thỏa thuận thì Riyad sẽ thưởng cho ít Nhưng cô chỉ cho phép cậu làm điều đó trong vòng 5 giây, tuy nhiên cậu còn chưa kịp hút hội trưởng thì những người khác đột nhiên xuất hiện, khiến thanh niên bỏ lỡ cơ hội vàng của mình thấy Issei thất vọng với chuyện đó, cho nên Riad đã bù lại cho cậu bằng một cái ôm. Tuy nhiên trong lòng cô lúc này hình như đang buồn phiền về một chuyện gì đó. Issei hiện tại đã tốt nghiệp công việc phát tờ rơi, cho nên Riad đã cho phép cậu thu phục đệ. Sau đó cô nàng đã cho cậu thấy đệ của mình đó chính là cái người mà đã đưa cậu lá bùa. Những người còn lại cũng lần lượt cho cậu xem, được biết nhiệm vụ của bọn chúng là cung cấp cũng như đưa tin cho chủ nhân. cả nhóm đang nói chuyện thì hội trưởng hội học sinh Sitori và cấp dưới chợt mở cửa bước vào. Cô nói mình vừa thu nạp được thêm vài người vào gia tộc mới nên muốn đến giới thiệu. Nghe thế Issei đã rất kinh ngạc vì cậu không ngờ trong trường vẫn còn nhiều ác quỷ đến vậy. Thanh niên Saji này là một trong những lính mới đó. Và cậu ta cũng là một quân tốt. Tuy nhiên khác với Issei, cậu ta hiện tại quản lý toàn bộ quân tốt trong gia tộc. Trò chuyện một hồi thì hai bên biết được bọn họ đều có cùng ý định đi bắt đệ cho lính mới. Tuy nhiên theo như quy định thì một tháng chỉ được một lần cho nên Riad đã đề xuất một cuộc so tài. Ngày hôm sau... Hội trưởng và hội phó của hai bên đã đứng ra thi đấu tennis với nhau. Trận đấu rất căng thẳng và cũng không thiếu mấy cảnh bổ mắt cho khán giả. Một lát sau, Sitori đã dùng phép và thành công thổi bay váy của Riad cũng như ghi điểm. Không thể để đối thủ muốn làm gì thì làm nên Riad cũng ngay lập tức đáp lễ. Kết quả là sau đó chẳng có bên nào giành được chiến thắng cả, cho nên hai bên đã thống nhất với nhau đấu thêm một trò ném bóng và nó sẽ diễn ra vào tối mai. Đêm hôm đó, Issei không ngủ được vì quá hồi hộp cho nên sau đó cậu đã tìm đến phòng của Asia để hỏi mượn cô ấy kim chỉ. Và thành phẩm mà cậu cho ra tối hôm sau chính là những giải băng buộc đầu, do hôm qua mọi người đã vất vả rồi nên ít xây muốn làm gì đó để cổ vũ tinh thần cho họ. Không lâu sau đó đội đối thủ cũng có mặt và hai bên ngay lập tức phát động trận đấu, không giống môn tennis hôm qua, cuộc so tài vừa bắt đầu thì cả bọn liền sử dụng ma pháp. Thế nên cứ người nào bị bóng chạm chúng là coi như rách luôn cả quần áo. Khi ít xây trở thành mục tiêu của bên kia, cậu không may bị quả bóng đập vào thằng em ở dưới thấy thế asia liền chạy tới muốn được xem chỗ bị thương để cô còn chữa trị nhưng issei bảo chuyện đó là không thể cho nên asia đành phải chữa trị từ bên ngoài thấy đồng đội của mình bị như vậy nên cả nhóm sau đó đã quyết tâm báo thủ và người được chọn chính là thanh niên saji khi mà cậu cũng bị thương thằng nhỏ giống như issei sau tất cả thì câu lạc bộ huyền bí chính là đội giành được chiến thắng cho nên tháng này bọn họ sẽ được ưu tiên đi tìm đệ trước vào một buổi đêm trăng tròn cả nhóm đã dịch chuyển đến khu rừng để tìm thuộc hạ cho các lính mới tại đó bọn họ gặp một người có tên là jatuji ông ta có nhiệm vụ giúp các tân binh săn bắt đệ issei sau đó đã nói ra hình mẫu để lý tưởng của mình chính là phụ nữ và phải dễ thương nghe vậy jatuji liền đưa cả nhóm đến một hồ nước nơi mà thủy thần andin đang ngự trị do là một vị thần nên issei đã rất hy vọng có thể thêm cô ấy vào dàn harem nhưng khác xa tưởng tượng của cậu khi mà nữ thần ấy chẳng khác nào hàng trên mạng giao về cả Thấy ít không ưng nên Zatoji dẫn cả nhóm đi tiếp, di chuyển được một đoạn thì họ bắt gặp một con rồng hệ xét siêu hiếm. Năng lực của ít cũng liên quan tới rồng nên cậu quyết định sẽ thu phục nó. Nhưng đột nhiên cả bọn bị slam tấn công khiến cho quần áo bị tan chảy gần hết. Nhờ vậy mà ít được một pha rửa mắt vô cùng tốn máu mũi, nhưng cậu cũng ngay lập tức bị Koneko đấm cho vì cái tội rồng ngó lung tung. Theo như Zatoji thì bọn này là sinh vật chuyên gạm nhấm quần áo của phụ nữ. Nghe những lời đó, Issei ngay lập tức đưa ra lựa chọn đệ của mình sẽ là Slam. Nhưng Riyad bảo không được rồi sau đó liền hỏa thiêu bọn chúng bằng ngọn lửa của cô. Khi còn lại một con trên người Asia thì Issei đã cố gắng đứng ra bảo vệ nó. Nhưng thanh niên đang năn nỉ muốn gãy cả lưỡi thì chú rồng nhỏ bất ngờ giết con Slam cuối cùng. Thậm chí tấn công luôn cả Issei vì nó nghĩ rằng Asia đang bị cậu ấy bắt nạt. Ông Zatoji cho rằng nó đã thích cô nàng nên mới hành động như vậy. Cho nên sau đó Asia đã lập khế ước với nó, đồng thời đặt tên cho chú rồng con này là Rasay Chủng loài của nó chỉ thích những người có tâm hồn trong sáng cho nên khi Issei muốn chạm vào thì Rat đã tấn công cậu ngay lập tức. Sau khi trở về nằm ngủ thì Issei đã nằm mơ thấy bản thân và Riyad tổ chức hôn lễ. Thanh niên đang liên tưởng sắp tới mình được hút cô ấy thì chợt nghe thấy một giọng nói. Con rồng lửa ấy nói rằng ông ta đã luôn trò chuyện với Issei, nhưng có vẻ vì trình của cậu còn kém quá nên không nghe được. Sau đó thanh niên đã giật mình tỉnh dậy vì vũ khí bất ngờ phản ứng dữ dội. Sáng hôm sau Issei lên lớp với tinh thần và tình trạng ủy oải. Hai thằng bạn của cậu thấy vậy thì ngay lập tức cho rằng do hồi tối thanh niên mệnh tông. Nhưng khi nghe ít xây được Asia đánh thức mỗi sáng thì hai đứa từ thái độ khinh bỉ chuyển sang ghen tị. Không chỉ có mỗi Asia sống chung nhà mà xung quanh cậu còn rất nhiều bông hồng. Cho nên cả hai đã yêu cầu ít xây làm mai cho mình một bé. Lúc đầu cậu định từ chối nhưng khi nghe hai khứa này nói sẽ chỉ chỗ rửa mắt thì liền đồng ý. Ba thanh niên sau đó đã chui vào tủ ở trong phòng thay đồ nữ rửa mắt không được bao lâu thì cả đám bị cô Neco phát hiện và bị cô ấy đấm cho vài cú. Khuôn mặt xương tấy của Issei sau khi trở về câu lạc bộ được Asia trị cho, cô ấy thậm chí còn muốn sâu hàng cho thanh niên chiêm ngưỡng vì nghĩ rằng cậu đang thèm khát. Cả Riad cũng đồng ý cho Issei xem vì dù gì cậu ấy cũng thấy mình khỏa thân biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, khi mọi người đã rời đi hết thì chợt có một ai đó dịch chuyển tới để tìm Riad. Lúc trở về nhà Issei quyết định đi tắm cho khuây khỏa thì vô tình nhìn thấy Asia trong đó issei liền xin lỗi và tính đi ra ngoài thì cô nàng bất ngờ níu tay cậu lại asia nói rằng bản thân chưa thấy cơ thể của nam nhân bao giờ nên lúc nãy hơi giật mình một chút nhưng giờ đã ổn rồi nên bảo cậu cứ ở lại đây cũng không sao nhưng đúng lúc này mẹ của cậu mang quần áo tới cho asia thì vô tình nhìn thấy cảnh đó khi đi ra ngoài issei đã tụng kinh sám hối nhưng ngay lập tức bị nhức đầu dữ dội vì cậu là quỷ ngay sau đó riyad bất ngờ xuất hiện từ vòng tròn ma thuật rồi tiến lại gần issei bảo cậu hãy mau lên giường và bóc tem mình vì đây là lần đầu của hai người nên ai nấy cũng đều rất căng thẳng. Tuy nhiên gạo chưa kịp nấu thành cơm thì cô gái lần trước bất ngờ xuất hiện rồi chen ngang, thấy Riyad lựa chọn một thường dân để trao thân. Cô ấy liền nói rằng gia chủ và anh trai sơ của Riyad mà biết chuyện này chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Riyad biết không còn kịp nữa nên đã bảo ít xây hãy quên chuyện lúc nãy. Nhưng cô cũng muốn cho cậu biết rằng đó là cảm xúc thật của mình. Ngày hôm sau, cả bọn đã tập trung đầy đủ tại câu lạc bộ và ở đó còn có cô hầu gái Gray. Riad còn chưa kịp giải thích tình hình thì chợt có một gã đàn ông có tên là Reiser xuất hiện. Theo như Gray thì anh ta chính là người của gia tộc Phoenix, một trong gia tộc có dòng máu tinh khiết của giới thượng lưu và đồng thời là hôn phu của Riad. Tuy nhiên cô nàng không hề ưa gì anh ta nên tối qua mới nhờ ít xây bốc tem mình. Riad nói mình sẽ lấy chồng, tuy nhiên người đó phải là người mà cô thật sự yêu. Nghe vậy Reiser liền lôi thôi nói rằng cuộc hôn nhân này là do cha của Riad sắp đặt, tất cả là vì lợi ích chung để tạo ra một ác quỷ thuần huyết hắn ta còn nói rằng không có chuyện dễ từ bỏ như vậy được vì hành động đó sẽ làm gia tộc Phoenix của hắn ta mất thể diện. Hai bên chẳng có ai nhường nhịn nhau cả nên Gray đã xen vào. Cô ấy nói rằng Sir đã đoán trước được chuyện này nên đã nhờ nói lại với họ cách giải quyết. Và biện pháp dành cho cả hai đó chính là Rating Game, một trò chơi tương tự cờ vua. Nghe cách giải quyết mà Gray đề ra tên Riser rất tự tin. Bởi vì bên hắn có tận 16 quân, nói cách khác chính là một bàn cờ hoàn chỉnh, đã vậy chỉ toàn là con gái. Nhìn thấy tên Raiser có một dàn harem hùng hậu thì Issei đã rất ghen tị. Nhận ra điều đó hắn ta liền kêu một cô nàng trong đó ra để hắn hôn hít cũng như sờ vếu. Thấy thế Issei đã rất tức giận vì hắn dám hành động như vậy trước mặt người vợ sắp cưới của hắn. Cho nên sau đó thanh niên đã triệu hồi ra vớt rồng nhằm tấn công tên Raiser. Tuy nhiên chưa kịp ra tay thì cậu đã bị một trong số các cô gái cho một gậy đau điếng. Thấy Issei bị kẻ khác xem thường Riyad liền chạy tới ôm cậu ấy. Đồng thời chấp nhận giải quyết vấn đề bằng rating game. Tên Jai Sờ nghe vậy liền quay về và trước khi rời đi hắn không quên để lại lời khiêu khích. Hiện tại cả nhóm đang đẩy mạnh chế độ luyện tập để có thể trở nên mạnh hơn bởi vì chỉ còn 10 ngày nữa thì cuộc chiến rating game sẽ bắt đầu. Sau đó trong lúc thay đồ Issei đã hỏi lại vụ Kiba từng nói rằng rất ghét thiên thần sa ngã. Tuy nhiên cậu ấy đã không trả lời mà chỉ bảo hãy cố gắng hết sức ở trận đấu sắp tới. Sau đó hai người đã luyện tập kiếm thuật với nhau. Đối với một người chưa từng cầm kiếm như Issei thì bài tập này rất khó với cậu luyện kiếm xong thanh niên chuyển sang học kiểm soát ma lực dưới sự chỉ dẫn của Akeno. Do có thiên phú về ma thuật nên Asia đã có thể làm được ngay lập tức, về phần của Issei thì cậu không thể nào tập trung được. Vì trong đầu của cậu lúc này chỉ toàn suy nghĩ về cặp véo trước mắt của Akeno, còn bài tập thứ ba chính là học võ thuật từ Koneko. Nhưng cũng giống với hai bài tập trước đó, khả năng hiện tại của cậu hoàn toàn bất lực trước cô bé. Thanh niên sau đó đã chán nản ngồi một mình overthinking, cũng may nhờ có Koneko an ủi mà cậu mới phấn chấn trở lại. Tối hôm đó, hai lính mới là Issei và Asia đã triển luôn bài tập thử nấu ăn bằng ma lực. Với thiên phú của mình, Asia đã ngay lập tức có thể khiến cho nước sôi lên nhanh chóng. Còn Issei khi cầm củ hành tây trong tay thì cậu lại tiếp tục liên tưởng tới vếu của Akeno, nhưng đột nhiên mấy củ hành tây bất ngờ bị thổi bay sạch vỏ khi cậu liên tưởng tới cảnh đó. Issei thử lại lần nữa thì kết quả vẫn thành công, tuy nhiên những củ xung quanh cũng bị bóc sạch. Trong giờ ăn sau đó, Riad đã hỏi về tiến độ luyện tập cũng như những khó khăn của Issei. Thanh niên nói mình vẫn ổn và hứa sẽ trở nên mạnh hơn để không làm cục tạ của nhóm. Sau khi đã ăn xong cả đám quyết định đi gồ sửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi, các cô gái thì thay phiên kỳ lưng cho nhau, còn về phần ít xây thì vừa nghe lén vừa tưởng tượng khung cảnh bên kia bức tường. Tối hôm đó thanh niên đã mò tới phòng của Asia để nhờ cô ấy một chuyện và cậu đã mượn cô ấy một bộ quần áo để luyện tập kỹ năng mà cậu vừa nghĩ ra. Trong lúc Issei đang luyện cho mình kỹ năng đó thì Asia chờ xuất hiện và sau đó vô tình dính đòn ngày hôm sau riyadh đã nói rõ hơn về loài quỷ cho các đàn em cấp dưới nghe theo như cô ấy thì loài quỷ có tuổi thọ rất cao nhưng đổi lại tỷ lệ sinh sản lại rất thấp vì vậy khái niệm chiến tranh rất nguy hiểm với loài quỷ và đó cũng chính là lý do các ác quỷ lại lựa chọn liên kết với loài người để gia tăng quân lực sau khi riyadh giải thích xong thì issei đã khẽ nói xin lỗi asia về chuyện hồi tối đồng thời xin cô đừng nói với ai chuyện đó trước khi cậu thành thục nó một lúc sau riyadh bỗng nhiên bảo muốn nghe câu chuyện của asia khi cô trở thành sơ theo như cô ấy thì người của nhà thờ sẽ có hai item, một là nước thánh khiến loài quỷ phải tránh xa, thứ hai sẽ là kinh thánh. Asia đã đọc nó từ bé nhưng giờ không thể làm như vậy được nữa. Do cô là một con quỷ nên hành động đó sẽ khiến cô đau đầu dữ dội. Tối hôm đó lúc đi uống nước thì Issei bất ngờ nhìn thấy Riad. Sau đó cô nàng đã rủ cậu đi ra bên ngoài để trò chuyện một chút. Lúc này Riad nói rằng dù đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch nhưng cô vẫn rất lo lắng, bởi vì đối thủ lần này chính là người của gia tộc Phoenix tên của họ giống như một con mãnh thú huyền thoại, dù có bị thương thì với sức mạnh của nó thì Riser và thuộc hạ của mình sẽ hồi phục ngay lập tức. Thứ năng lực đó chẳng khác nào giúp cho bọn họ bất tử cả. Nghe những lời đó, xây liền xin lỗi Riad vì hành động dại dột của mình với Riser, tuy nhiên cô nàng bảo không sao vì từ đầu cô đã không thích hắn, nhưng xây vẫn cảm thấy rất có lỗi cũng như tự ti với bản thân. Dù sở hữu Long Guys Gear nhưng cậu vẫn rất yếu, đã vậy còn gây rắc rối cho mọi người. Nghe những lời đó, Riad liền an ủi đàn em của mình. Đồng thời nói rằng sẽ mang lại tự tin cho cậu Sáng hôm sau Riad đã cho phép Issei sử dụng booster gear Thanh niên cũng ngay lập tức triệu hồi nó và búp sức mạnh lên 12 lần Theo như cô ấy thì nếu là cậu trước đây sẽ không thể nào chịu được áp lực Thành quả này chính là bằng chứng cho sự cố gắng của cậu suốt mấy ngày qua Hỏa lực mà cậu bắn ra sau đó vô cùng khủng khiếp Thậm chí ngọn núi phía sau cũng bị thổi bay Tuy nhiên sau cú bắn đó thì Issei cũng ngay lập tức rụng rời tay chân vì kiệt sức Dù vậy qua đòn vừa rồi Riad đã tiếp cho cậu sự tự tin cô ấy cũng không quên nhắc thanh niên hãy tin tưởng bản thân và những người xung quanh chỉ còn một tiếng nữa là trận chiến sẽ bắt đầu trước lúc đó asia cảm thấy rất lo lắng nên đã tìm đến phòng của issei để dựa vào cậu nhờ việc này mà cô ấy cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều khi đã đến giờ hẹn thì hội trưởng và hội phó hội học sinh cũng có mặt tại nơi bọn họ tập trung do trong một trận rating game thì cuộc chiến giữa hai gia tộc sẽ được sắp đặt bởi bên thứ ba cho nên việc hai người họ đến đây chính là để làm trọng tài cả gray sau đó cũng có mặt Cô ấy đến đây là để thông báo khi tới giờ mọi người sẽ được dịch chuyển đến chiến trường. Và Gray cũng cho biết thêm trận chiến này sẽ được giám sát bởi Chúa quỷ Seraph Lucifer, tức là anh trai của Riad. Sau khi đã giải thích xong hết thì cả bọn đã dịch chuyển đến chiến trường, khung cảnh không hề thay đổi nên ít xây cứ tưởng đã dịch chuyển thất bại. Tuy nhiên theo như Gray thì chiến trường chính là bản sao nơi mà Riad đang theo học, giống như những trận đấu khác thì rating game cũng có hai chiến tuyến. Trụ sở một là tại văn phòng của câu lạc bộ huyền bí còn phe bên kia chính là văn phòng của hiệu trưởng với đầu óc đơn giản của issei thì cậu liền có ý định đến chỗ đó để có thể thăng hậu nhưng mọi người khuyên cậu không nên làm thế vì kẻ địch cũng có thể làm theo cách tương tự sau khi đã nghe xong thể lệ trận đấu thì Riad bắt đầu lập kế hoạch tác chiến đầu tiên cần phải lập một hàng phòng ngự nên cô đã lệnh cho koneko và kiba đặt bẫy trong rừng khi hai người ấy đặt xong thì akeno sẽ thiết lập một không gian ảo trên khu vực đó asia sẽ ở lại đây vì năng lực chữa trị của cô ấy sẽ rất có ích nếu như không bị loại sớm còn ít thì cậu cứ tưởng được ra trận nhưng không ngờ Riyad lại bảo cậu nằm trên đùi của cô nhưng sau đó cậu đã rất ngạc nhiên khi cô ấy nói sẽ giải phóng một vài sức mạnh cho mình Riyad vừa dứt câu thì ít liền cảm nhận được trong cơ thể cậu đang tràn trề sức mạnh cô ấy cho biết lúc trước để thu nạp cậu thì bản thân đã phải sử dụng giá trị của bảy quân tốt nhưng cơ thể mới của cậu không đủ khả năng thích ứng nên cô đành phải tạo ra lớp giới hạn và giờ cô đã phá bỏ một trong những lớp hạn chế đó nên ít mới có cảm giác như vậy sau khi đã chuẩn bị xong hết thì Riyad đã dặn dò cậu lần cuối. Cô ấy nói rằng dù đối thủ có là con gái thì cậu cũng không được nhân nhượng. Ở bên ngoài thì ba người kia đã hoàn thành công việc đặt bẫy để phòng thủ. Việc thua về mặt quân lực sẽ gây bất lợi cho Ferriat. Cho nên phương án duy nhất của họ chính là đánh nhanh rút gọn. Sau đó Issei và Koneko đã đi đến phòng thể dục theo như chỉ đạo của Riyad. Đối thủ của bọn họ là ba quân tốt và một quân xe. Koneko nhận nhiệm vụ đối phó với quân xe của phe địch. Còn Issei sẽ lo ba người còn lại khi trận chiến bắt đầu thì koneko đã không may dính một đòn từ kẻ địch cả issei cũng tương tự vì bị phân tâm bởi cô ấy tuy nhiên koneko sau đó cũng ngay lập tức trả đòn khiến cho đối thủ của cô nằm đo sàn trong khi đó issei vẫn đang phải chạy trốn khỏi lưỡi cưa của hai quân tốt kia và đồng thời còn phải dáng né đòn từ cô nàng quân tốt cầm gậy còn lại sau khi đã xác nhận đối thủ chậm hơn mình thì issei đã phản công bằng cách chạm vào từng người lúc ba người đó tiếp cận một lần nữa thì cậu đã kích hoạt tuyệt kỹ cú búng tay hủy diệt của mình Bộ quần áo của ba cô gái bị cậu chạm tay vào liền bị bay màu ngay lập tức Sau khi sử dụng chiêu đó thì Issei đã rất tự mãn Vì cậu đã khổ luyện với Asia rất nhiều mới đạt tới cảnh giới lột sạch sẽ như vậy Sau khi chứng kiến mọi chuyện thì Koneko đã nhìn Issei với một ánh mắt khinh bỉ Đúng lúc này Riad chợt liên lạc tới và yêu cầu hai người chạy ra bên ngoài theo như kế hoạch Khi cả hai vừa rút lui thì Akeno đã tung một đòn giật xét cực mạnh xuống nơi đó Thành công loại bỏ bốn đối thủ chỉ trong chớp mắt Tuy nhiên sẽ cần một khoảng thời gian để Akeno có thể phục hồi lại ma lực của mình. Cùng lúc đó đã có ba cô gái đã đi vào bẫy ảo ảnh và người đón tiếp bọn họ chính là Kiba, mặc dù phải cân ba nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười vô cùng tự tin. Nhóm của Issei đang trên đường đến địa điểm tiếp theo thì Koneko bất ngờ bị đánh lén, đòn tấn công ấy mạnh đến mức khiến cho cô nàng bị mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Koneko lúc này đã tự trách bản thân vì cô không thể nào giúp sức cho mọi người thêm nữa. Dứt câu cô ấy liền bị tan biến khiến cho Issei vô cùng phẫn nộ cho đến khi riyad chấn an rằng koneko chỉ bị dịch chuyển ra thế giới thật thì cậu mới bình tĩnh lại tiếp theo đó à luna định ra tay tiếp với issei tuy nhiên akeno chờ xuất hiện can ngăn và bảo cậu hãy đến nơi khác còn cô sẽ lo ở đây thanh niên nghe lời cô ấy và chạy đi tiếp thì gặp được kiba cậu ta đã hoàn thành xuất sắc công việc loại bỏ ba quân của Raiser. riyad sau đó đã lệnh cho hai thanh niên thu hút sự chú ý của kẻ địch còn cô và asia sẽ tấn công bất ngờ vào căn cứ của chúng dự định ban đầu của riyad là đợi akeno hồi phục nhưng phe địch bất ngờ tung ra quân hậu nên cô không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù cơ thể của Phoenix là bất tử nhưng trái tim thì không, cho nên Riyad dự định sẽ tung một đòn chí tử để hắn khỏi hồi phục. Hai thanh niên sau đó đã tiến hành theo đúng như kế hoạch và thành công thu hút toàn bộ cô gái còn lại ra giữa sân để phang nhau. Trong lúc Kiba đang đối đầu với quân mã của phe địch thì Issei đã bị 6 người còn lại bao vây. Thanh niên cứ tưởng cô gái quân tượng này sẽ đánh với mình. Nhưng cô ấy nói mình sẽ không chiến đấu rồi sau đó đã gọi quân xe lên solo với Issei theo như đối thủ của cậu thì cô gái quân tượng kia chính là em gái của Riser. Thanh niên nghe xong liền cho rằng hắn ta thật bệnh hoạn, nhưng rồi sau đó liền nói có em gái trong dàn harem cũng không tệ. Ít lúc này không thể trả đòn cô ta vì vuốt rồng của cậu chỉ mới búp được 5 lần, mặc dù con số đó đã đủ hạ quân tốt nhưng nó vẫn chưa đủ để đánh bại một quân xe. Cho nên cậu chỉ còn cách chịu đấm ăn xôi để đợi đến ngưỡng sức mạnh, trong khi đó Riad và Asia đã đi đến căn cứ của kẻ địch và chạm mặt với tên Riser về với mặt trận bên này thì thanh kiếm của kiba liên tục bị đối thủ phá hủy nhưng cậu đã ngay lập tức tạo ra một thanh mới khiến cô ta vô cùng kinh ngạc lúc này kiba nói cho đối thủ biết rằng không phải cậu có nhiều sacred gear mà chính cậu đã tạo ra chúng bằng thanh ma kiếm của mình issei vì lo trầm trồ với sức mạnh của đồng đội nên đã nhận tiếp một đòn từ đối thủ nhưng lúc này sacred gear của cậu đã hoàn tất công việc nạp sức mạnh thế nên sau đó cậu đã ngay lập tức triển khai đòn tấn công nhưng cô ta đã may mắn né được nhận thấy cứ kéo dài trận đấu là không ổn nên quân xe của phe địch đã cố gắng tiếp cận Issei. Nhưng cô ta không may bị thanh niên tóm được, thế nên sau đó đã ăn ngay tuyệt kỹ siêu cấp lột đồ của Issei và mất đi khả năng chiến đấu. Đúng lúc này nhóm của Riad lẫn tên Raiser cũng xuất hiện, hóa ra hắn ta đã đọc được kế hoạch của Riad nên đã tập trung tất cả ở đây. Tuy nhiên Issei không thể đến tiếp ứng cho hội trưởng của mình được, vì lúc này cậu đang phải vật lộn với hai quân tốt của phe địch. Không những thế cậu còn phải cố gắng né đòn tấn công bất ngờ của những cô gái còn lại, nhận thấy cứ tiếp tục như thế này là không ổn nên cậu đã xin thánh tích ban cho mình sức mạnh. Không ngờ sau đó nó đáp lại lời của cậu thật và còn tiến hóa thành một hình dạng hoàn toàn mới. Cùng lúc đó quân hậu của phe địch đã bị Akeno đánh bại bằng ma lực ít ỏi cuối cùng, tuy nhiên ả Luna không hề tỏ ra run sợ vì cô ta vẫn còn một vật phẩm chưa dùng. Trong khi đó Issei đã nhận ra khả năng mới của mình nên đã đề nghị Kiba tung đòn về phía cậu, ngay lập tức vuốt rồng của Issei đã hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng ấy rồi sau đó khuếch đại nó chuyển hướng về phía đối thủ, thành công hạ gục hai tốt hai mã và một tượng của nhà Phoenix. Nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì cả nhóm đã rất sốc khi nhìn thấy Akeno bị hạ, cả Kiba sau đó cũng bị đánh bại một cách bất ngờ bởi quân hậu của bên kia. Cô ta đã thừa nhận Akeno quả thật rất mạnh, nếu như không có vật phẩm này thì e rằng bản thân đã thua cô ấy. Theo như em gái của tên sơ thì thứ trong lọ đó chính là nước mắt của Phoenix. Một báu vật của gia tộc có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào ngay lập tức, nhận thấy tình hình không ổn nên ít xây đã chạy đến căn cứ của phe địch để thăng cấp thành hậu thanh niên trở về và nhờ asia chữa trị cho mình nhưng rồi cô nàng bị quân hậu của phe địch tấn công bất ngờ nên đã ngất đi sau đó thấy thế ít xây tức giận lao vào tấn công Reiser nhưng cậu đột nhiên ngã xuống nguyên nhân là do cơ thể của cậu đã không thể thích ứng kịp với nguồn sức mạnh mới thế nhưng ít xây vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng gượng dậy vì cậu muốn giữ lời hứa với riat nhưng sự nỗ lực ấy cũng không thể giải quyết tình hình hiện giờ tên Reiser lúc này thỏa sức hành hạ cậu thậm chí sau đó hắn còn nói sẽ giết cậu rồi lấy lý do là vì tai nạn lúc giao đấu. Nghe vậy Riyad liền chạy tới ngăn hắn lại đồng thời tuyên bố đầu hàng. Hiện tại Issei một lần nữa nghe được giọng nói của con rồng lúc trước, ông ta giới thiệu rằng bản thân chính là West Dragon. Hay còn biết đến là vua rồng Dry, ông ấy còn cho biết thêm hiện tại mình đang trú ngụ trong cánh tay trái của Issei. Khi thanh niên giật mình tỉnh dậy thì cũng là lúc Gray dịch chuyển đến thông báo kết quả trận đấu. Cô ấy cũng cho cậu biết việc những thành viên khác hiện tại đang ở dưới địa ngục để tham dự lễ cưới nghe những lời đó, Issei đã rất tuyệt vọng, bởi vì bản thân cậu muốn Riyat cưới được người cô yêu chứ không phải do gia đình sắp đặt. Sau khi nghe Issei bày tỏ cảm xúc một cách trung thực như vậy, thì Gray liền khen cậu thật thú vị, đồng thời đưa cho thanh niên một lá bùa chứa vòng tròn dịch chuyển để đến tham dự lễ cưới. Cô ấy cho biết thêm Seret cũng rất trông đợi xem cậu có thể làm được gì với thứ này. Ngay sau khi Gray rời đi, thì Asia trở xuất hiện và chạy tới ôm chặt lấy cậu, bởi cô ấy đã rất lo lắng khi mà thanh niên đã bất tỉnh suốt hai ngày liền issei sau đó bảo asia hãy cứ yên tâm đồng thời nói rằng mình sẽ đến giải cứu riyadh asia nghe vậy cũng muốn đi theo tuy nhiên issei đã từ chối vì cậu sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm thanh niên hứa mình cùng hội trưởng và các thành viên khác sẽ trở về an toàn nhưng trước khi đi cậu đã nhờ cô ấy giúp mình một chuyện khi asia rời đi chuẩn bị nó thì cậu đã liên lạc với vua rồng rai để thỏa thuận một việc lúc này dưới địa phủ mọi người tập trung rất đông đủ để tham dự lễ cưới của riyadh Sitori đã an ủi các thuộc hạ của cô ấy nhưng bọn họ liền bảo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tiếp đó tên Raiser đã đứng lên cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến tham dự lễ cưới của hắn nhưng đúng lúc đó Issei đột nhiên xuất hiện và tuyên bố chỉ có cậu mới có quyền nhìn riyadh khỏa thân nhóm của Akeno cũng đang đợi thời khắc này nên sau đó bọn họ cũng góp vui cùng thanh niên tiếp đó chúa quỷ lucifer chờ xuất hiện đồng thời thừa nhận rằng bản thân đã sắp đặt việc này theo như anh trai của riyadh thì trận rating game vừa rồi không phù hợp một chút nào cả Hiện tại Chúa quỷ muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh của con rồng đang ẩn sâu trong ít xây, vậy nên anh ta đã đề nghị tổ chức thêm một trận đầu nữa, một trận huyết chiến giữa những sinh vật huyền thoại rồng và phượng hoàng. Trước khi trận chiến bắt đầu, Lucifer đã hỏi phần thưởng mà ít xây mong muốn nếu như giành được chiến thắng. Dù đó là tiền tài hay tuyệt sắc gia nhân thì anh ta cũng có thể đáp ứng được tất. Nhưng ít xây không cần những thứ đó, cậu ấy chỉ muốn Rias sẽ có thể trở về cùng với mình. Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu thì ít xây ngay lập tức thăng hậu sau đó sử dụng sức mạnh thần thánh của rồng để dùng kỹ thuật cấm Balance Breaker. Đây là thứ mà cậu đã thỏa thuận với Dry trước đó, nó sẽ mang đến cho cậu một sức mạnh khủng khiếp nhưng đổi lại cơ thể sẽ phải chịu tổn thương nặng nề. Với sức mạnh mới này của mình, Issei đã khiến tên sơ vô cùng kinh ngạc, nhưng cho đến khi hắn ta sử dụng sức mạnh thật sự của mình thì cậu đã rơi vào tình thế bất lợi. Tuy nhiên thanh niên vẫn thành công gây sát thương lên người hắn bằng cây thánh giá đã mượn Asia trước đó. Thậm chí nó còn được khuếch đại bằng sức mạnh của cậu nên tác dụng vô cùng lớn, Thứ này đối với quỷ rất nguy hiểm, lý do mà xây có thể cầm được nó vì trước đó một tay của cậu đã bị long hóa. Tuy nhiên lúc cậu chuẩn bị tung đòn quyết định thì Balance Breaker hết thời gian tác dụng, vì quá bất lực nên xây đã bảo Dry muốn lấy bộ phận nào trên người cậu cũng được. Tuy nhiên điều đó là không thể vì cơ thể của cậu đã đến giới hạn, nhìn thấy xây đã không thể chiến đấu được nữa tên Jaizer liền tới tóm lấy cổ của cậu. Nhưng hành động dại dột đó đã khiến hắn phải trả giá đắt khi mà bị nước thánh đổ lên người nước thánh này đã được cải tiến nên nó ngay lập tức dập tắt khả năng hồi phục của reiser nhân cơ hội đó issei một lần nữa nắm chặt cây thánh giá trong tay đồng thời vận dụng tất cả những gì mà cậu được học từ mọi người để tăng sức mạnh cho cú đấm đó reiser đã cố xin issei dừng tay tuy nhiên cậu ấy liền nói éo vì trước đó hắn đã dám làm Riad phải rơi lệ dứt câu issei liền tặng cho hắn một cú đấm đau điếng để trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra và người giành được thắng lợi ở trận đấu lần này chính là issei sau trận chiến đó, Riad và Issei đã cùng nhau trở về trước bằng Griffon. Cả chúa quỷ Lucifer cũng rất vui mừng với điều vừa diễn ra. Anh ta còn cho biết thêm rằng sẽ không lâu nữa đối thủ của cậu là Bạch Long sẽ xuất hiện. Lại một buổi sáng nữa, Issei thức dậy và thứ đập vào mắt cậu chính là cặp véo của Riad. Thanh niên đang định sờ nó thử thì cô ấy đột nhiên tỉnh lại khiến cậu giật cả mình. Riad hiểu nỗi lòng của Issei nên cô định gần gũi thêm với cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì Asia vô tình nhìn thấy cảnh đó nên cô cũng muốn tham gia. kể từ sự kiện lần trước thì Riyad đã chính thức dọn đến ở chung nhà với Issei. Ba mẹ của thanh niên không hề nghiêm cấm mà còn rất vui vẻ chào đón. Sau đó lúc Issei lên lớp thì được hai thằng bạn kể lại rằng bản thân cậu đang bị đồn xấu. Cả trường hiện tại ai cũng cho rằng cậu đã đe dọa Riyad lẫn Akeno để giở trò với họ. Cả một linh vật của học viện như Koneko cũng bị cậu sờ mó, tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mà còn có một tin đồn khác là cậu đang đấu kiếm với Kiba lúc này aika bất ngờ hỏi asia tại sao lại chịu hẹn hò với một kẻ như issei nghe vậy thanh niên liền phản bác nói rằng hai người không có mối quan hệ như thế lúc cậu đang giải thích thì tay trái bất ngờ có phản ứng nên đã kiếm cớ rời khỏi đó và cậu đã đến gặp akeno để nhờ cô ấy chữa trị cho cậu sau trận chiến với raiser thì long trảo thủ của cậu vẫn chưa có cách để hóa giải nên akeno chỉ có thể thay đổi hình dạng của nó tạm thời bằng ma thuật mà thôi một biện pháp khác nữa đó là mút ngón tay của cậu để hút lượng ma lực dư thừa ra bên ngoài sau một hồi được akeno liếm láp thì issei cuối cùng cũng đã ra a à, nhâm đã khá hơn sau đó akeno đột nhiên nói rằng bản thân muốn gần gũi với cậu hơn nữa bởi cô nàng đã cảm thấy rất hứng thú với issei sau trận chiến giữa cậu và reiser một cảm giác thật khó tả nên akeno cho rằng bản thân đã thích cậu mất rồi sau khi tan học cả bọn đã mở cuộc họp hàng tháng tại nhà của issei cả tháng nay ai cũng ký được hợp đồng ngoại trừ anh men của chúng ta riyad nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không thể trở thành ác quỷ cấp cao được ít xây thừa nhận sự yếu kém của mình đồng thời hứa sẽ cố gắng hơn một lúc sau mẹ của thanh niên mang bánh nước vào tiếp đãi cả nhóm sau đó bà ấy còn cho bọn họ xem album hồi nhỏ của con mình nhìn thấy ít xây hồi nhỏ các cô gái ai nấy cũng khen cậu dễ thương về phần kiba thì cậu ta đặc biệt chú ý vào một tấm hình ít xây thấy vậy liền nói cho thanh niên biết đó chính là hàng xóm hồi nhỏ của mình nhưng thứ mà kiba quan tâm không phải là người trong hình mà là thanh kiếm đằng sau tối hôm đó khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì ít xây nhớ lại chuyện hồi chiều bởi cậu đã rất bất ngờ khi nghe Kiba nói rằng thứ trong hình là một thanh thánh kiếm. Khách hàng của Issei đêm nay không hề tỏ ra hoài nghi về việc một con quỷ lại đi bấm chuông. Khi bước vào bên trong thì cậu biết được mong ước của ông ấy chính là tìm người uống cùng. Nhưng vì chưa đủ tuổi uống rượu nên cậu đã từ chối ngay lập tức. Dù vậy, ông ấy không hề tỏ ra tức giận mà còn cho phép cậu uống nước để tiếp chuyện. Biết chuyện Issei phải đạp xe đạp đi ký hợp đồng thì ông ấy đã có một phen cười vỡ bụng khách hàng của cậu sau đó đã rất thỏa mãn cho nên đã hứa tặng cậu một cái gì đó mặc dù có rất nhiều phương án được đưa ra nhưng cuối cùng issei đã lựa chọn bức tranh thanh niên đang trên đường về thì bỗng nhận được tin nhắn từ riyadh được biết có một con quỷ lạc lối đang ở gần đây cho nên cô ấy đã tập hợp mọi người lại khi bước vào bên trong bọn họ nhìn thấy một cô gái nhưng ngay lập tức nhận ra đó chính là con quỷ đang giả dạng tiếp đó vì sự lơ là của kiba mà đã khiến cho koneko dính đòn và tan chảy một phần áo Đến khi được ít xây nhắc nhở thì cậu ta mới tỉnh táo lại rồi chặt được một cái tay của con quỷ. Nhưng cơ hội đó Koneko đã ném nó lên trên không trung nơi mà Akeno đang đợi sẵn và kết cục của con ác quỷ đó là bị Riyad thiêu cháy không sót lại một dấu vết. Sau trận chiến đó Koneko được Asia chữa trị cho còn Kiba đã bị Riyad cho một bạt tay. Cô nàng hỏi lý do tại sao cậu ấy lại lơ đãng như vậy nhưng không nhận được câu trả lời. Kiba bảo rằng mình không may rồi rời đi thì bị ít xây giữ lại để hỏi cho ra lẽ. Thanh niên nói rằng có chuyện gì thì cứ nói ra vì những người ở đây đều là bạn, nghe những lời đó Kiba liền nói ra mục đích sống của mình chính là báo thủ. không phải sống vì Riad mà là để phá hủy cây thánh kiếm Excalibur, theo như Riad thì đó chính là một thanh kiếm khắc tinh của loài quỷ, chỉ cần chạm vào lưỡi kiếm thôi cũng đã đủ thiêu cháy một con quỷ, tuy nhiên chỉ có vài cá nhân đặc biệt mới sử dụng được nó, cho nên trong quá khứ phía nhà thờ đã tạo ra một thanh Excalibur giả để dễ sử dụng hơn thế nhưng thí nghiệm thánh kiếm đó đã thất bại và Kiba là một trong những người sống sót khi Issei đưa cho Riad xem tấm hình thì cô ấy cũng nhận ra đó chính là một thánh kiếm mặc dù không bằng Excalibur nhưng sức mạnh của nó là không thể xem thường được bây giờ cũng đã trễ nên cả bọn quyết định sẽ đi ngủ biết được Riad quyết định ngủ tại phòng của Issei cho nên Asia cũng muốn như vậy cả hai không ai chịu nhường nhịn ai cho nên sau đó đã cho Issei quyết định nhưng cậu chưa kịp đưa ra lựa chọn thì chợt có một tai nạn xảy ra và bất tỉnh ngay sau đó cùng lúc đó tại nhà thờ lần trước đang có hai cô gái bí ẩn tìm đến nơi đó và bất ngờ thay một trong hai cô gái đó lại chính là bạn thở nhỏ của Issei cho đến tận bây giờ Kiba vẫn chưa chịu về nhà mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã đi tiếp được một đoạn thì cậu bất ngờ chạm mặt với tên linh mục điên loạn Fritz và Kiba đã rất phẫn nộ khi nhìn thấy trên tay hắn chính là cây thánh kiếm Excalibur hai bên sau đó đã lao vào giao chiến với nhau nhờ cây thánh kiếm trong tay mà tên Fritz đã dễ dàng chặn những đòn tấn công của Kiba Tận dụng lợi thế đó hắn ta ngay lập tức tặng cho cậu ấy một nhát chém vào tay. Thế nhưng đúng lúc này tên Fritz bất ngờ nhận được thông báo ai đó đang gọi mình. Cho nên hắn ta đã quyết định rút lui và hẹn Kiba tái đấu một ngày không xa, lại một buổi sáng nữa ít xây thức dậy với những quả trái cây bao quanh. Chỉ khác một cái là sáng nay có đến tận bốn quả. Do tối qua cậu không may té ghế bất tỉnh cho nên hai cô gái quyết định chi som luôn cho ấm. Nhờ trải nghiệm thú vị đó mà sau khi hai cô gái rời đi thì ít xây bắt đầu thẩm du tinh thần thanh niên tưởng tượng cuộc sống làm vua harem của mình ngày nào cũng được mấy con gậy ngọt nước phục vụ. Ít đang chìm trong ảo mộng thì xích long dry chợt liên lạc và cảnh báo cho cậu. Ông ta nói rằng dạo gần đây bản thân cảm nhận được một nguồn sức mạnh xung quanh Ít Thanh niên cho rằng nguồn gốc của sức mạnh đó là Zoriat nhưng Dry liền phản bác. Bởi nếu là người quen thì ông ấy sẽ nhận ra ngay lập tức. Dry nhắc nhở cho Ít đề phòng vì ông ta lo lắng cho cậu. Bởi ông ấy không biết con bạch long vanishing bao giờ sẽ xuất hiện. Theo như Dry thì ông và con rồng màu trắng ấy là kẻ thù không đội trời chung. Không những thế các chủ nhân trước của cả hai cũng luôn tìm cách đánh giết lẫn nhau. Giải thích xong việc đó thì Dry đã hỏi về ước mơ trong tương lai của Issei. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ thanh niên liền trả lời rằng là vua Harem. Nghe xong Dry liền bật cười vì ông không ngờ chủ nhân hiện tại của mình lại bựa như vậy. Nhưng đồng thời ông ấy bảo cậu cứ yên tâm vì sức mạnh của rồng rất thu hút phái nữ. Bởi những chủ nhân trước đây của ông ấy cũng được rất nhiều cô gái vây quanh. Nghe những lời đó, Issei đã đặt ra mục tiêu trước mắt là sẽ chinh phục cặp vếu của Riad. Không phải sờ nắn nữa mà cậu muốn được bú lấy nó. Cùng lúc đó hội trưởng Sitori và cấp dưới của mình đang đi thì gặp hai cô gái lần trước. Sitori đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trên vai hai người đó chính là cây thánh kiếm. Từ sau vụ lần trước thì Kiba đến giờ vẫn chưa ngày nào có mặt tại phòng câu lạc bộ. Sẵn Riad cũng đang ở đây nên Issei đã hỏi rõ hơn về cái thí nghiệm thánh kiếm. Cô ấy nói rằng Excalibur bản gốc đã bị gãy trong cuộc chiến cách đây khá lâu. Giáo hội đã tìm những mảnh còn sót lại và sử dụng giả kim thuật để tạo ra bảy thanh kiếm mới. Kiba và những người bạn đã bị vứt bỏ khi mà không tương thích với những thanh kiếm mới đó. Là người duy nhất sống sót cho nên cậu ấy đã nung nấu ý định báo thù. Khi Riad nhìn thấy lòng quyết tâm đó thì cô nàng đã quyết định thu nhận cậu ấy. Đúng lúc này Sitori cùng với hội phó của mình chờ xuất hiện và nói có chuyện cần bàn, cho nên sau đó cô ấy đã hẹn Riad cùng với Akeno đến nhà của mình để không ai làm phiền. Bốn cô gái sau đó đã đến chỗ của Sitori để bàn chuyện và nơi họ chọn chính là nhà tắm. Đi vào vấn đề chính phía hội học sinh nói rằng sáng nay cả hai đã gặp người của giáo hội và Riad đã rất ngạc nhiên khi nghe cô bạn nói rằng hai người đó muốn gặp mình. Về gần đến nhà thì Issei cảm thấy ớn lạnh giống cái lúc cậu đưa Asia đến nhà thờ. Thanh niên lo sợ ba mẹ mình đã gặp chuyện nên đã tức tốc chạy về thì gặp hai cô gái bên giáo hội. Nhìn thấy Issei cô gái tóc cam liền mừng rỡ nói lời chào nhưng cậu không nhận ra người bạn của mình ngay vì trước giờ tưởng đó là con trai cô nàng không trách ít xây mà đã thừa nhận rằng lúc nhỏ bản thân cũng hơi nghịch ngợm khi Riyat trở về thì thanh niên đã kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe cậu không biết mục đích của họ là gì nhưng có vẻ như cả hai đều nhận ra cậu và Asia là quỷ trong cuộc hẹn sáng hôm sau cô gái tóc xanh giới thiệu bản thân là Xenovia còn người bạn thở nhỏ của ít xây là Irina và vấn đề chính cả hai nói rằng ba thanh thánh kiếm đã bị đánh cắp bởi thiên thần sang ngã hai người sẽ đối đầu với chúng nhưng sẽ không có khả năng chống lại ác quỷ ở thành phố này. Nghe vậy, Riyad nhận ra phía giáo hội đang nghĩ rằng cô đang hợp tác với thiên thần sa ngã, cho nên cô nàng đã thề trên danh dự rằng không có chuyện cô chung phe với bên nó. Sau khi biết được Riyad không liên quan đến thiên thần sa ngã thì cả hai quyết định rời đi, tuy nhiên trước khi đó Xenovia đã sỉ nhục Asia là một phù thủy. Không những phản bội lòng tin của chúa mà giờ đây lại còn trở thành một con quỷ, không thể chịu đựng được nữa nên Issei đã xen vào và bảo Xenovia câm mồm lại bởi cậu cho rằng cô ta không hề biết một chút gì về Asia cả, và nếu như dám đụng vào Asia thì cậu sẽ đứng lên đối đầu với cô ta lẫn giáo hội. Đúng lúc này Kiba chờ xuất hiện và nói rằng mình cũng sẽ tham gia, cho nên sau đó hai bên đã diễn ra một trận chiến hai đấu hai không chính thức. Đối thủ của Kiba chính là Senovia, người sở hữu thánh kiếm Excalibur hủy diệt. Còn về phần của Issei thì cậu sẽ phải chiến đấu với cô bạn thở nhỏ của mình, người mà tương thích với thanh thánh kiếm Excalibur mô phỏng. Mặc dù là bạn thở nhỏ nhưng Irina không hề nương tay một chút nào cả. Thậm chí cô nàng còn cảm thấy phấn khích khi ra tay với người bạn cũ của mình. Chứng kiến trận đấu của đàn em Riad không quên nhắc nhở cả hai nên cẩn thận với thánh kiếm. Với tốc độ vượt trội của mình thì Kiba vẫn có thể tự lo liệu được. Còn Issei thì may mắn không phải nhận hiệu ứng xấu từ thánh kiếm vì tay trái của cậu là rồng. Nhận thấy đàn anh của mình sắp sử dụng tuyệt kỹ lột đồ thì cô Nico đã cảnh báo Irina. Nghe thế cô nàng đã rất sốc vì cô không ngờ người bạn của mình lại biến thái như vậy Đúng lúc này Xenovia chợt cắm thanh kiếm của mình xuống đất tạo ra một cơn rung chấn, khiến Kiba kinh ngạc bảo rằng không ngờ đã bị tách ra làm bảy rồi mà nó vẫn mạnh như vậy. Cùng lúc đó Issei cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị để sử dụng tuyệt kỹ của mình, nhờ vậy mà tốc độ cũng như bước di chuyển của cậu cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng rồi Issei lại vô tình chạm phải Asia và Koneko khiến quần áo của hai người bay màu, kết quả là cậu bị Koneko đấm sắp mặt lờ làm cho Irina cũng phải thương tiếc. Chính vì thế mà cô ấy đã khuyên cậu nên từ bỏ cái tuyệt kỹ siêu biến thái đó. Tuy nhiên Issei đã từ chối lời đề nghị ấy, bởi cậu muốn chừng nào kỹ năng của mình có thể thổi bay quần áo chỉ bằng ánh nhìn mới thôi. Dứt câu thanh niên liền lao vào tấn công Irina lần nữa và vô tình bị thanh kiếm sượt qua. Với quyền năng của thánh kiếm thì nhiêu đó cũng đã đủ khiến Issei mất tất cả sức mạnh. Dù không muốn thừa nhận nhưng Riad đành phải tuyên bố người thắng cuộc chính là Irina. Lúc này tình hình của Kiba cũng không khá hơn là mấy và cũng ngay sau đó cậu ấy đã bị Xenovia hạ gục một cách chóng vánh. Tiếp đó, Riyad đã cảm ơn hai cô gái bên kia vì đã không giết thuộc hạ của mình, đồng thời hỏi bọn họ đã đoán ra ai là thiên thần sa ngã đã đánh cắp thánh kiếm chưa. Theo như Xenovia cho biết thì kẻ đứng đầu kế hoạch đó chính là cô Kabiel. Irina nói rằng đã có một trong số người của cô đã bị giết. Nghe vậy Kiba liền nói cho họ biết hung thủ không phải là tổ chức đó mà là do tên Fritz. Ngay khi cái tên đó được nhắc đến ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên. Senovia cảm ơn Kiba về thông tin đó nhưng cũng đồng thời khuyên cậu không nên dính vào vụ này. Tuy nhiên cậu vẫn muốn làm theo ý mình cho nên sau đó đã cãi lời của Riyad. Hành động bồng bột đó của cậu ta đã khiến cho mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng. Sáng hôm sau hội bạn của Issei đã quyết định rủ nhau đi karaoke giải khuây. Đúng lúc này Saji chờ xuất hiện và khuyên Asia không nên đi vì cô có thể sẽ bị vấy bẩn. Khi nhìn thấy thanh niên đó thì trong đầu Issei đã nảy ra một ý tưởng cho nên sau đó cậu đã hẹn Saji ra quán nước để trò chuyện. Nhưng khi nghe thỉnh cầu của Issei có liên quan tới thánh kiếm thì cậu ta liền từ chối, bởi hội trưởng của cậu ta không hề nhân từ như Riyad. Tuy nhiên lúc Saji rời đi thì cậu ta bất ngờ bị Koneko đang ngồi gần đó giữ chân lại. Được biết kế hoạch của Issei chính là muốn hợp tác với giáo hội, bởi Xenovia từng nói muốn đoạt lại thánh kiếm từ tay thiên thần sang ngã bằng mọi giá dù có phải phá hủy chúng. Còn Kiba thì muốn phá hủy Excalibur để báo thù. hai bên tuy có động cơ khác nhau nhưng mục tiêu thì là một. Khi nghe xong toàn bộ kế hoạch thì Coneco cũng đồng ý giúp một tay. Cả ba sau đó đã lên đường đi tìm Xenovia và Irina thì bất ngờ nhìn thấy hai người đó đang đứng ăn xin. Không thể chứng kiến cảnh đó được nữa cho nên Issei đã đãi hai cô gái một chầu ăn. Dù không muốn nhưng Xenovia đành phải thừa nhận rằng bản thân đã được ác quỷ giúp đỡ. Issei bảo cả hai đừng quan tâm chuyện đó đồng thời nói ra mục đích của bản thân. Nghe xong câu chuyện Xenovia đã đồng ý cho họ phá hủy một cây bởi cô cũng tự nhận thức được rằng nếu chỉ có hai người sẽ rất khó đánh bại cô Kabiel. Việc cấp trên gửi hai cô nàng đến đây là vì họ biết hai người sẽ sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, tiếp đó cả nhóm đã tìm đến gặp Kiba và thuật lại mọi chuyện cho cậu ấy. Nhưng hai bên sau đó xém tí nữa là nổ ra một trận chiến nếu như không có ít xây can ngăn. Senovia biết Kiba rất cam phẫn cái dự án thánh kiếm, tuy nhiên hiện tại Tổng giám mục Bunper, kẻ giết bạn bè của Kiba đã bị trục xuất, nhưng theo như thông tin thu thập được thì ông ta dường như có dính dáng đến vụ này. Sau khi hai người đó rời đi Kiba đã khuyên Issei nên dừng lại vì đây là vấn đề cá nhân của cậu. Nghe vậy thanh niên liền phản bác vì những người trong hội chẳng khác nào gia đình cả. Và lỡ như có chuyện gì xảy ra với Kiba thì không chỉ có cậu mà hội trưởng cũng sẽ rất buồn. Khi nhắc tới cô ấy thì Kiba chợt kể lại chuỗi ngày khốn khổ của mình trong dự án thánh kiếm. Cậu cùng với bạn bè của mình ngày qua ngày không được đối xử như con người. Ai nấy cũng đều tin rằng bản thân là người được Chúa chọn nên chẳng ai dám phản kháng. Nhưng rồi khi dự án thất bại thì giáo hội đã quyết định thủ tiêu tất cả để xóa chứng cứ. Lúc đó những người bạn của Kiba đã dùng tất cả mọi cách để cậu có thể trốn thoát. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà cậu lại quyết định lựa chọn con đường báo thủ. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì Riad đã tìm thấy và kêu mang cậu. Nghe xong câu chuyện thì Saji đã đồng ý giúp một tay dù biết bản thân có thể sẽ bị phạt. Nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều muốn giúp mình cho nên Kiba đã rất biết ơn đồng thời quyết định nhờ họ giúp một tay. Nhận thấy ít mấy ngày hôm nay không được khỏe cho nên Asia đã thay cho mình một bộ đồ y tá. Dạo gần đây cô ấy thấy cậu rất căng thẳng cho nên đã nhờ Aika tư vấn. Và cô nàng đó đã đưa cho Asia mượn bộ đồ này để giúp ít cảm thấy khá hơn. Nhưng thanh niên nói mình không sao đồng thời khuyên cô ấy nên đi thay đồ. Bởi nếu cứ tiếp tục như vậy thì thằng nhỏ của cậu sẽ không nghe lời mất. Do đêm nay có hẹn cho nên ít đã điện xin khách hàng cho cậu nghỉ một hôm. Về phần ông ấy sau khi cúp máy thì chợt có một người bí ẩn đến tìm gặp. Bên này thì cả đám đã cải trang thành những linh mục đồng thời lên kế hoạch chia nhau ra hành động. Và trước khi rời đi thì Xenovia đã tốt bụng nói cho xây biết chuyện Bạch Long đã thức giấc. Sau đó nhóm do Kiba dẫn đầu đã đi đến nơi mà bọn họ từng đánh bại Vixer. Đúng lúc này tên Fritz bất ngờ xuất hiện tấn công Kiba nhưng cậu ấy đã dễ dàng đỡ được. Nhìn thấy trên tay hắn ta có cây thánh kiếm cho nên ba người còn lại liền muốn giúp sức. Tuy nhiên Kiba đã từ chối sự giúp đỡ đó và một mình lao lên solo với hắn. Nhưng cậu ấy cũng không ngờ rằng tốc độ của tên Fritz giờ đây lại nhanh như vậy. Hiện tại cần phải ngăn tên Fritz lại thì Issei mới có thể búp sức mạnh cho Kiba được. Saji bảo cứ để cậu lo sau đó triệu hồi ra Sacred Gear và khống chế tên Fritz lại. Nó cũng là sản phẩm của một loài rồng cho nên thánh kiếm đã không thể nào chặt đứt được. Nhân cơ hội đó Koneko đã ném Issei lên máy nhà để cậu ấy búp sức mạnh cho Kiba. Với sức mạnh vừa nhận được thanh niên đã triệu hồi ra vô vàn thanh kiếm để tấn công Fritz. Đúng lúc này chợt có một giọng nói vang lên bảo Fritz vẫn chưa nắm rõ khả năng của thánh kiếm. Ông ta chính là Bunper, thủ lĩnh của dự án thánh kiếm mà Xenovia đã nhắc đến. Với sự hướng dẫn của Bunper tên Fritz sau đó đã truyền dòng chảy sức mạnh vào thánh kiếm. Bỗng lưỡi kiếm của hắn sáng rực lên rồi sau đó thành công thoát khỏi tay Saji. Tiếp đó hắn ta lao vào tấn công Kiba chớp nhoáng nhưng bất ngờ bị Xenovia chặn lại. Cả Irina cũng có mặt vì trước đó Koneko đã liên lạc cho bọn họ do kế hoạch bất ngờ đi sai hướng vậy nên Bunper đã khuyên Fritz rút lui. Thế nhưng khi ba và hai cô gái bên giáo hội đã quyết định đuổi theo cho bằng được, nhóm của Issei cũng muốn đuổi theo thì Riad cùng với ba người kia chợt xuất hiện. Sau khi nghe giải thích mọi chuyện thì cô ấy đã nhắc nhở đàn em của mình rút kinh nghiệm. Còn thanh niên Saji bên cạnh thì đang bị hội trưởng Sitori hành sắp mặt. Cứ ngỡ Riad sẽ không phạt nhưng một lúc sau cô ấy bất ngờ bảo Issei xoay mông ra. Koneko cũng muốn nhận hình phạt vì dù là con gái nhưng cô ấy cũng đã làm trái lệnh. Thấy thế Issei ngay lập tức cố ngăn lại vì người nghĩ ra kế hoạch đó chính là cậu, nhưng cuối cùng Riyad vẫn quyết định thực hiện theo đúng yêu cầu của cô Nico. Tuy nhiên hình phạt chỉ là một cú chạm nhẹ vào mông và khiến cô nàng khẽ rên một cái, bởi Riyad cho rằng thái độ nhận lỗi của cô Nico là một đức tín rất đáng khen ngợi. Sau khi chứng kiến khung cảnh cảm động đó Issei nghĩ rằng mình cũng sẽ được như thế, tuy nhiên Riyad bất ngờ sử dụng hết sức lực để đánh khiến cho thanh niên tê lên tới não. Sau đó Issei cùng với hội trưởng trở về thì nhìn thấy Asia trong bộ tạp dề vô cùng quyến rũ. Bởi cô ấy đã nghe Aika kể lại rằng thứ này sẽ giúp cánh đàn ông xoa dịu đi sự mệt mỏi. Thanh niên lo sợ mẹ của mình sẽ phát hiện nên đã khuyên Asia đi thay đổi. Nhưng sau đó cậu đã bất ngờ khi biết chính bà ấy là người thay cho cô bạn của mình. Nghe những lời đó, Riyadh cũng muốn mặc như thế cho nên đã nhờ mẹ của Issei giúp cô. Sau khi chỉ còn hai người thanh niên đã khen Asia thật tuyệt trong bộ dạng này. Ngoài ra cậu còn nói thêm rằng sẽ bảo vệ cô ấy khỏi tay giáo hội bằng mọi giá. Nghe những lời đó Asia đã rất vui mừng cho nên cô nàng đã ôm chặt lấy cậu. Issei đang định sờ vào mông của cô ấy thì Riad chợt xuất hiện và rồi khiến cậu xịt máu mũi. Cùng lúc đó Irina đang bị tên Fritz bắt lẻ một mình. Hắn ta hiện tại rất mạnh cho nên cô nàng không thể làm gì hơn ngoài việc chịu trận. Sau đó lúc Fritz định ra đòn kết liễu thì chợt có một thiên thần sang ngã xuất hiện và ngăn hắn lại issei đang nằm suy tư thì hai thằng bạn của cậu bất ngờ hỏi có phải cậu đang nghĩ tới vếu của riad và akeno không thanh niên liền hùa theo tụi nó và đưa ra nhận xét véo của hội trưởng ăn đứt về độ săn chắc còn akeno thì lại mềm mại hơn đồng thời nhũ hoa của cô ấy khá là cân đối cứ tưởng với sự giúp sức của Xenovia và irina thì kiba sẽ sớm tiêu diệt được kẻ thù tuy nhiên đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa liên lạc lại cho nên riad đã phái đệ đi tìm và đệ của cô ấy vô tình phát hiện irina trong bộ dạng tơi tả và thương tích đầy mình Bằng tất cả sức lực cô ấy đã cố gắng cảnh báo với mọi người nên cẩn thận, năng lực của Asia chỉ có thể trị thương nhưng không thể hồi phục năng lượng đã mất. Vậy nên Riyad đã nhờ sự giúp đỡ của Sitori vì chỗ cô ấy đầy đủ tiện nghi cho việc đó. Sau khi phó hội trưởng hội học sinh đưa Irina đi thì tên Fritz chợt xuất hiện. Hắn ta bảo bản thân đến đây không để đánh lộn mà là cấp trên của hắn có chuyện muốn nói. Dứt câu thì chợt có một thiên thần sa ngã với 10 chiếc cánh đột nhiên xuất hiện. Hắn chào hỏi em gái của huyết sắc quỷ vương đồng thời tự giới thiệu mình là cô Gabriel. Hắn ta nói rằng bản thân hiện tại đang rất chán nản nên muốn chơi đùa một chút. Nói tóm lại thì mục đích của cô Gabriel chính là muốn kích động một cuộc chiến từ ba phe. Hắn ta chỉ có thể thỏa mãn khi được chiến đấu chứ không như Azazel và xem đều không muốn can dự vào. Cái tên xem thì Issei đã từng nghe bạn gái cũ của cậu nhắc tới. Còn Azazel theo như Riyad thì ông ta chính là chúa tể tối cao của thiên thần sa ngã. Cô Gabriel cho biết Azazel không những phản đối chiến tranh mà ông ta còn có một sở thích kỳ lạ đó là thu thập Sarcrest Gear để nghiên cứu chúng. Hiện tại kế hoạch của cô Gabriel chính là khiến cho phe quỷ khơi màu chiến tranh trước, bằng cách tấn công vào nơi mà em gái của Lucifer và Leviathan đang theo học. Để tạo ra một cuộc hỗn loạn với quy mô lớn, hắn ta còn tặng cho tên Fritz ba thanh thánh kiếm. Ngoài ba thanh đó ra thì tên linh mục đó còn chiếm đoạt được Excalibur Mimic của Irina. Sau đó tên cô Gabriel đã tấn công bọn họ báo hiệu cho việc bắt đầu chiến tranh, nhưng đòn tấn công đó là chỉ để cho hỏi còn hắn ta lúc này đang hướng đến học viện. Hiện tại Bunper lẫn Fritz đã có mặt tại sân trường và hai người đang thực hiện một nghi thức gì đó tạo ra một cột sáng lên tận trời cao thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Hiện tại Sitori cùng với thuộc hạ của cô ấy đã lập kết giới để tránh thiệt hại ra bên ngoài. Đúng lúc này Subaki xuất hiện và nói cho mọi người biết tình trạng của Irina đã khá hơn. Sitori bảo rằng sẽ cố giữ kết giới lâu nhất có thể, nhưng để tránh trường hợp xấu xảy ra thì cô ấy đã khuyên Riad nên gọi cho anh trai. Tuy nhiên Riyad đã từ chối bởi vì cô bạn của mình cũng đâu nhờ sự giúp đỡ từ chị gái. Đúng lúc này Akeno chợt lên tiếng nói rằng cô đã tự liên lạc cho Lucifer. Cô nàng cũng biết Riyad không muốn phiền tới anh trai mình. Tuy nhiên đối thủ lần này là thủ lĩnh của các thiên thần sa ngã nên điều đó là rất cần thiết. Và theo như thông tin nhận được thì quân tiếp viện sẽ có mặt sau một giờ nữa. Sau khi tiến vào bên trong học viện cả bọn đã tự hỏi thứ ánh sáng lúc nãy là gì. Chợt cô Gabriel nói cho bọn họ biết rằng người của hắn đang kết hợp bốn thanh Excalibur lại. Sau khi biết việc Lucifer lẫn Leviathan điều sẽ không xuất hiện cô đã rất thất vọng. Ít sau đó đã rất kinh ngạc khi chứng kiến tên thiên thần sa ngã đó phô trương sức mạnh. Vì nể phục cả đám đã không bỏ chạy vậy nên ông ta đã cho thú cưng của mình lên trước và thứ được triệu hồi ra sau đó chính là những con chó canh của địa ngục Seberus. Nhận ra đối thủ cũng không dễ sơi nên cả bọn liền lao vào tấn công nó dồn dập. Từ nãy đến giờ dù đã nhận phải rất nhiều chiêu thức nhưng hai con Seberus vẫn rất trâu. Issei sau đó đã ứng cứu Asia kịp thời khỏi sự tấn công bất ngờ bởi con chó thứ ba. Tiếp đó, thanh niên quyết định làm mồi nhử vì dù gì Sacred Gear của cậu cũng chưa búp xong. Nhận thấy kế hoạch đó không ổn, cho nên Koneko đã làm thay xây việc đó. Mặc dù sở hữu sức mạnh thể lực vượt trội nhưng cô ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với nó. Koneko cũng chỉ có thể giúp như vậy thôi, cho nên bây giờ xây phải tự mình hành động. Tuy nhiên cậu ấy đã gặp rắc rối khi mà long chảo còn chưa kịp nạp năng lượng xong đúng lúc đó Xenovia chờ xuất hiện rồi hạ gục hai con Cerberus một cách dễ dàng bởi thánh kiếm của cô có tác dụng rất mạnh đối với các loài quỷ. Lúc này Issei cũng đã hoàn tất quá trình nạp năng lượng, vậy nên sau đó thanh niên đã ngay lập tức chạy tới búp sức mạnh cho Riad và Akeno. Con Cerberus nhận thấy không ổn nên đã chuyển hướng sang tấn công Asia. Cũng may là Kiba có mặt kịp thời giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó Akeno liền dùng cầu sấm qua cổng gia tốc của Riad để hạ gục nó tiếp đó riad đã tấn công cô cabiel nhưng chiêu thức của cô ngay lập tức bị hắn vô hiệu hóa đồng thời tên đó cũng nhận ra bọn họ có thể mạnh lên như vậy là nhờ west dragon tình hình càng nguy cấp hơn nữa khi mà lúc này quá trình hợp nhất bốn thanh Excalibur đã hoàn tất không muốn ngồi một chỗ quan sát nữa mà cô cabiel đã quyết định cũng sẽ ra trận sau đó vì che chắn cho riad mà akeno đã bị thương rơi xuống và được Issei đỡ lấy thanh niên đã rất tức giận và thề sẽ đánh bại hắn vì dám làm đàn chị của mình bị thương nhưng đúng lúc đó Kiba lại không giữ được bình tĩnh mà đã lao tới chỗ Bumper. Kết quả là cậu bị thương nặng sau đòn tấn công của cô Kabiel và để hạ màn trận chiến thì hắn ta đã lệnh cho Fritz hạ sát tất cả những người ở đây. Xenovia đã cố tấn công một cách bất ngờ tuy nhiên tốc độ của hắn ta lại quá nhanh, mặc dù chém hụt nhưng sau đó cô nàng cũng đã kịp tặng cho hắn một cước vào mặt. Điều đó khiến cho Fritz tức điên lên cho nên hắn ta liền sử dụng năng lực của thánh kiếm tạo ra vô số bản sao để tấn công Xenovia nhưng vì lo tập trung vào cô ấy mà hắn ta sau đó tiếp tục ăn một cước nữa từ ít xây trong khi đó bunper đang nói cho kiba biết sự thật đằng sau của dự án thánh kiếm thật ra cậu cùng với những người bạn có đủ tố chất để sử dụng những cây kiếm đó tuy nhiên ông ta thấy chưa đủ cho nên đã tách những tố chất đó ra khỏi đối tượng theo như Xenovia thì những người được ban phước sẽ đưa viên tinh thể kia vào người và giờ cô cũng đã hiểu thứ đó là để bù cho việc thiếu tố chất vì quá thương hại kiba mà bunper sau đó đã đưa viên tinh thể ấy cho cậu bởi dù gì ông ta cũng đã thành công sản xuất hàng loạt những viên còn tốt hơn. Việc bị xem như là một nguyên liệu thô cho một tham vọng cá nhân khiến cho Kiba rất phẫn nộ. Và cảm xúc ấy của cậu sau đó đã gọi ra những linh hồn của những người bạn quá cố. Lúc này Kiba đã tự hỏi liệu bản thân có đáng sống không. Những người bạn của cậu liền đồng thanh trả lời không sao, đồng thời bảo cậu ấy hãy chấp nhận bọn họ. Khi Kiba đưa viên đá ấy vào người thì Dry chợt nói rằng cậu ta đã thăng cấp, trạng thái tiến hóa ấy giống như Balance Breaker của Issei. Nhìn thấy Kiba triệu hồi thanh quỷ kiếm ra thì Bunper đã gọi Fritz tới bảo vệ mình. Nhưng Kiba lúc này đã hoàn toàn lột xác sau khi hấp thụ viên tinh thể, thậm chí còn có thể biến thanh quỷ kiếm của mình thành một thanh thánh quỷ kiếm. Kiba từ từ tiến tới chỗ Fritz và Xenovia cũng muốn tham gia vì giao kèo vẫn chưa kết thúc. Tiếp đó cô nàng đã triệu hồi ra cây thánh kiếm Durendo, một thanh kiếm ngang hàng với Excalibur và có thể cắt mọi thứ mà nó chạm vào. Việc Xenovia có thể sử dụng nó là vì cô ấy đã tương thích bẩm sinh, nhưng do Durandal quá nguy hiểm nên cô đã phong ấn nó ở một chiều không gian khác. Excalibur hiện tại của Fritz chỉ là những mảnh vụn còn sót lại cho nên nó không có cửa. Thay thế hắn liền chuyển sang tấn công Kiba nhưng cũng bị thanh ma thần kiếm của cậu ao trình. Bunper không muốn chấp nhận sự thật nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta đã bị cô Kabiel hạ sát. Sau đó hắn đã cho phép Issei bút sức mạnh của Long Chảo đến mức tối đa. Rồi truyền sức mạnh ấy cho bất cứ người nào mà cậu muốn. Riad nhận ra đây là cơ hội duy nhất hiện tại, cho nên cô nàng đã cầm tay Issei bước lên phía trước. Sau đó, Riad đã tiếp nhận một nguồn năng lượng rất lớn từ Sacred Gear của đàn em. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô có thể hạ gục tên Cabiel. Tiếp đó, thông qua lời kể của hắn, thì mọi người biết được Akeno chính là con gái của Barakiel. Ông ấy là một bậc thầy về sấm xét đồng thời cũng là một thủ lĩnh của thiên thần sa ngã. Những lời chăm chọc của Cabiel sau đó đã khiến Issei tức điên lên. Cả Kiba lẫn Senovia thấy thế liền nhận nhiệm vụ câu giờ cho cậu ấy nạp năng lượng. Tuy nhiên dù hai người đã hợp sức lại nhưng vẫn không thể nào đả thương được hắn ta. cả Koneko sau đó cũng bị đánh bay khi cố tấn công một cách bất ngờ. Tình hình bên ngoài hiện tại cũng đang rất nguy cấp. Sitori và Subaki vẫn có thể trụ tiếp được nhưng những người khác đã sắp kiệt sức. Trở về với bên này thì Kiba đã cố gắng lao vào tấn công Kokabiel một lần nữa. Sau đó cậu ấy đã thành công gây sát thương lên người hắn khi cosplay thành Zoro cô Gabriel tức điên lên và rồi tấn công kiba nhưng ngay lập tức bị Xenovia chặn lại hắn ta khen ngợi cô nàng thật mạnh mẽ dù đã mất đi chủ nhân của mình và theo như cô Gabriel thì trong cuộc chiến năm xưa không chỉ có bốn quỷ vương tử trận mà còn có chúa nữa mọi người nghe xong ai nấy cũng không dám tin nhưng đó lại là sự thật cô Gabriel còn cho biết thêm vì sau trận chiến đó bên nào cũng chịu tổn thất rất lớn cho nên thủ lĩnh của ba phe đã quyết định giữ kín chuyện này asia vẫn không tin nên đã hỏi cô Gabriel vậy ai là người đã ban phước cho tín đồ và câu trả lời của hắn chính là tổng lãnh thiên thần michael biết được sự thật đó asia đã không chịu nổi cú sốc nên đã bất tỉnh nhân sự tiếp đó khi biết mục tiêu của issei chính là trở thành vua harem thì cô Gabriel đã mời cậu về dưới trướng vì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực ngay lập tức nghe vậy riyadh liền bảo sẽ chiều issei mọi thứ nếu như tất cả thoát khỏi đây an toàn thậm chí cô ấy còn đồng ý cho cậu bú véo bởi nó là cái giá quá rẻ để trả cho chiến thắng lúc này issei đột nhiên tràn trề sức mạnh vì những lời đó đã tiếp thêm động lực cho cậu thanh niên mạnh đến mức phá hủy được luôn cả ngọn thương ánh sáng của cô Kabiel, ngoài ra không quên tặng hắn một cú đấm đau điếng. Lúc cô Kabiel đang cảm thấy hứng thú với ít xây thì chợt có một giọng nói vang lên rồi phá bỏ lớp kết giới, và kẻ đó không ai khác chính là Bạch Long An Biên nên mới khiến ít xây run lên như vậy. Tuy nhiên mục tiêu không phải là cậu mà chính là cô Kabiel. Hắn ta đã cố gắng chống trả nhưng ngọn thương ánh sáng liền bị An Biên vô hiệu hóa. Bởi năng lực của Bạch Long là cứ mỗi 10 giây sẽ giảm một nửa sức mạnh của bất kỳ ai mà hắn đã chạm vào rồi sau đó truyền sức mạnh vừa hấp thu được vào chủ thể. Giải thích xong hết Bạch Long liền đánh cho cô Kabiel say sẩm mặt mày, đồng thời phá hủy luôn cả vòng tròn phép của hắn. Vì còn có chuyện cần tra khảo tên Fritz cho nên Albion quyết định sẽ rời đi trước. Tuy nhiên Dry đã lên tiếng hỏi đối thủ truyền kiếp của mình có phải đang cố bơ ông không. Nhưng sau đó hai bên chỉ chào hỏi nhẹ vì bây giờ vẫn chưa đến lúc cả hai phải quyết chiến. Còn về phần Issei thì đang rất cay cú. Bởi cũng tại vì hắn mà cậu bỏ lỡ cơ hội được bú véo Riyad nhưng bạch long không quan tâm chuyện đó mà chỉ kêu cậu hãy trở nên mạnh hơn. Sau khi trận chiến kết thúc, kiba đã quỳ xuống xin lỗi riath, đồng thời hứa sẽ không hành động ngu ngốc một lần nào nữa. riath không chỉ không trách mà sau đó còn ôm cậu ấy vào lòng. Tiếp đó, Issei đã rất hả hê khi nhìn thấy cậu ấy cũng nhận hình phạt giống như mình. sáng hôm sau, mọi người đã rất sốc khi nghe tin xenovia gia nhập hội. cô ấy đã xin riath biến mình trở thành quỷ đồng thời nắm giữ quân mã trong hàng ngũ. lý do xenovia có quyết định như vậy là vì cô đã biết được sự thật chuyện chúa đã mất. Và lúc chia tay với Irina thì cô nàng đã không thể nói ra lý do mình trở thành quỷ. Bởi Xenovia biết cô bạn của mình có đức tin rất lớn nên sẽ rất khó chấp nhận việc chúa đã không còn. Với cả phía nhà thờ cũng sẽ xem cô là một kẻ dị giáo khi biết được chuyện bí mật đó. Xenovia cũng dần hiểu rõ cảm xúc của Asia cho nên đã chủ động xin lỗi. Nhưng cô nàng không hề để tâm chuyện đó. Bởi dù đã trở thành quỷ thì bản thân cô hiện tại có rất nhiều người bạn tốt. Ngày hôm sau Issei đã rất kinh ngạc khi mà ông chú hay thuê mình lại chính là Azazel. Và khi biết được ông ấy là người nhờ An xử lý cô KBL thì Issei đã rất bực tức. Bởi cũng tại ổng mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội bú véo Riad, Azazel rất lấy làm tiếc về điều đó. Đồng thời thẳng thắn nói rằng trình của Issei hiện tại vẫn chưa đủ ăn cô KBL. Sau khi trở về thì thanh niên đã kể lại mọi chuyện cho Riad và mọi người nghe. Đồng thời chuyển lời của Azazel là sẽ có một cuộc hội nghị giữa thủ lĩnh của ba phe. Nghe xong những thông tin đó, Riad đã cảm ơn Issei. Đồng thời ôm cậu vào lòng ngực khiến thanh niên phê tới nóc hôm sau cả nhóm đã nhận nhiệm vụ dọn bể bơi thay hội học sinh vì để trả ơn bọn họ và issei đã rất hào hứng khi biết sau khi dọn xong cả nhóm sẽ được bơi trước lúc thay đồ kiba chợt nói mình sẽ bảo vệ issei bằng mọi giá dù có hy sinh cả mạng sống nhưng những lời nói đó nghe hơi gây cấn cho nên issei đã bỏ chạy ra ngoài trước tuy nhiên vừa ra bên ngoài thì tay trái của cậu lại tiếp tục có chuyển biến xấu cho nên sau khi nghe tin thì Riad đã nhờ akeno giúp cậu em của mình nhưng sau đó cô nàng lại không thể tập trung dọn hồ bơi được cùng lúc đó sau khi mút cho issei xong thì akeno đã hỏi cậu có muốn tiến xa hơn không và thanh niên đã rất bối rối nên chỉ có thể làm theo như những gì cô ấy muốn tuy nhiên gạo chưa kịp nấu thành cơm thì Riad chờ xuất hiện tranh ngang cuộc vui của hai người tiếp đó cô ấy đã véo má của issei một cái rồi giận dỗi bỏ đi nhìn thấy cảnh đó thì akeno cho rằng chắc chắn cô bạn của mình đang ghen sau khi đã thay đồ bơi xong thì Riad đã hỏi issei cảm thấy như thế nào về nó cả akeno sau đó cũng hỏi tương tự cho nên đã khiến Riad rất khó chịu Asia sau đó cũng được cậu khen là rất dễ thương. Còn Koneko thì cảm thấy xấu hổ khi mà bị nhìn bởi một kẻ biến thái. Về phần Xenovia vì gặp trục trặc với đồ bơi cho nên hiện tại vẫn chưa ra bên ngoài. Do Koneko không biết bơi cho nên Riad đã nhờ Issei giúp em ấy luyện tập. Trong quá trình đó Koneko đã mở lòng hơn khi cảm nhận được sự tốt bụng của cậu. Cùng lúc đó Riad và Akeno đang thi bơi với nhau để giải quyết mâu thuẫn, thấy thế Issei liền sử dụng năng lực của mình để ngắm nhìn khung cảnh bổ mắt dưới nước. Nhưng không được bao lâu thì cậu bị Koneko kéo lên để giúp cả Asia tập bơi, sau đó Riad đã nhờ xây thoa kem chống nắng cho mình. Không chỉ ở lưng mà cô nàng còn cho phép cậu bôi lên cả phần ngực. Tuy nhiên, Akeno lại một lần nữa chen vào bảo Riad không nên độc chiếm xây một mình, đồng thời cho phép thanh niên bú với mình vì biết cậu vẫn còn đang rất cay vụ đó. Riad không thể trơ mắt nhìn được nữa cho nên cô đã sử dụng vũ lực để cảnh cáo. Tuy nhiên, Akeno không chỉ không dừng lại mà còn chấp nhận lời khiêu chiến của cô bạn sau đó lúc ít đang ngồi nghỉ mệt thì cậu chợt bị Xenovia kéo vào phòng thay đồ. cô nàng muốn làm chuyện đó với cậu để tạo ra một đứa trẻ thừa hưởng năng lực mạnh mẽ. nhưng cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ bị cả hội chị em bắt quả tang. sau khi trở về học viện thì Serge và Gray trở xuất hiện khiến mọi người rất ngạc nhiên. nhìn thấy quỷ vương Lucifer thì những người mới gặp mặt lần đầu như Asia và Xenovia liền cuối chào. Serge cũng đáp lại bằng những câu từ rất thân thiện và cũng không quên cảm ơn bọn họ vì đã giúp sức em gái của mình. Sau khi hỏi qua thì Riyad biết được anh của cô đến đây là để tham gia buổi dự giờ, ngoài ra còn đến để tham dự cuộc hội nghị diễn ra giữa ba phe mà Azazel đã nói trước đó. Do không thuê được khách sạn cho nên Sergei và Gray đã đến ngủ nhờ nhà của Issei, tối đó Riyad đã rất thất vọng khi không được ngủ chung với đàn em của mình. Bởi anh cô bảo tối nay cần nói chuyện với Issei nên cô đành phải chấp nhận, sau đó Issei đã xin lỗi Sergei vì đã để anh ấy ngủ dưới sàn. Nhưng ngược lại quỷ vương còn cảm ơn cậu vì đã đối xử với anh như người bình thường bởi như thế này anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp đó Serge đã bảo cậu cứ yên tâm với Azazel bởi mặc dù rất hứng thú với Sacred Gear nhưng ông ấy không hiếu chiến như cô Cabiel. Và tên hiếu chiến đó đã phải chịu hình phạt của Azazel là bị phong ấn mãi mãi. Để bớt sự căng thẳng thì Serge đã hỏi Issei cảm thấy thế nào về bộ ngực của Riad. Và tất nhiên câu trả lời của cậu thì vếu của cô ấy là tuyệt vời nhất hành tinh. Tiếp đó quỷ vương đã nói ra một ý tưởng bâng quơ về năng lực của Issei. Đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu truyền sức mạnh vào bộ ngực của Riad. Nói xong câu đó, Serezek liền nhắm mắt ngủ, bỏ lại Issei chìm đắm trong suy nghĩ nguyên cả đêm. Sáng hôm sau, thanh niên đến trường thì nhìn thấy một kẻ lạ mặt đứng trước cổng và Issei đã rất kinh ngạc khi nghe hắn ta giới thiệu bản thân chính là Vali, đồng thời là chủ nhân của bạch long Vanishing Dragon. Sợ Vali đang có ý đồ xấu cho nên Kiba và Xenovia chờ xuất hiện ngăn anh ta lại. Thấy vậy, Issei liền bảo hai người kia lùi lại vì cậu không cảm nhận được sắc khí từ anh ta. Sau đó Vali đã nhận xét sức mạnh của thanh niên vẫn chưa hoàn thiện, hiện tại chỉ ở thứ hạng từ 1.000 đến 1.500 trên thế giới. Cho nên anh ta đã bảo Riyad hãy mài rũa ít nhiều hơn nữa. Cô ấy rất cảm kích vì lời khuyên đó đồng thời hỏi Vali đến đây có mục đích gì. Anh ta nói rằng hôm nay mình chỉ đến chào hỏi rồi sau đó lặng lẽ rời đi, do cảm thấy không được khỏe cho nên ít đã đến phòng y tế. Cậu không thể nhờ Akeno trong lúc cô ấy đang có tiết học được, sau đó thanh niên đã hỏi Dry đã có chuyện gì xảy ra giữa ông và An Biên xích long nói rằng trong quá khứ khi ba phe đang xảy ra chiến tranh những sinh vật huyền bí và loài người đã chia ra làm hai phe tuy nhiên loài rồng thì ngoại lệ bọn chúng không thèm quan tâm đến chiến tranh là gì trong lúc cuộc chiến đang cao trào thì chợt có hai con rồng đột nhiên bem nhau cả ba phe vì thế mà đã lập hiệp ước đình chiến để loại bỏ chúng trước và do trận đấu bị phá đám cho nên hai con rồng đã quay sang thông luôn cả ba phe đó nhưng cả hai điều thất bại và linh hồn của chúng bị mắc kẹt trong con người dưới dạng sacred gear và thế là hai con thiên long đó đã lấy cơ thể con người để làm công cụ tiếp tục trận đấu khỏi nói thì ít xây cũng biết hai con rồng trẻ châu đó chính là dry và an sau đó thanh niên trở về lớp thì bất ngờ bị hai thằng bạn của mình cho ăn đấm nguyên nhân là do hai thằng này ghen tị khi biết xenovia cũng ở trong câu lạc bộ của cậu cả ba đang nói chuyện thì cô nàng đột nhiên bước tới và lấy ra một đống ba con sâu sau đó asia cũng bước tới và xenovia đã đưa cho cô ấy một cái asia ngay lập tức đỏ hết cả mặt khi nghe aika giải thích công dụng của nó ở tiết sự giờ ngày hôm sau, thầy giáo đã yêu cầu cả lớp dùng đất sét nặn ra một thứ gì đó bất kỳ mà mình yêu thích. Tuy nhiên trong đầu Issei hiện giờ chỉ có hình bóng cơ thể nuột nà của Riad. Vậy nên sau đó cậu đã nặn ra cơ thể của cô ấy trong vô thức. Tác phẩm của cậu rất đỉnh cho nên cả lớp đã súng lại đòi mua nó cho bằng được. Akeno sau khi nhìn thấy bức tượng đó thì cô ấy đã bảo cũng muốn có một cái. Tất nhiên tiền công là sẽ cho cậu sờ viếu thoải mái. Đang đứng nói chuyện thì cả bọn nghe được đang có một cô gái cosplay ở trong hội trường. Cả bọn cũng đi theo và quả thật nhìn thấy một cô nàng rất xinh đẹp. Một lúc sau Saji chờ xuất hiện và kêu mấy thằng được dựa giải tán. Thanh niên cũng nhắc nhở cô nàng không được mặt như thế này ở trường học. Đúng lúc này Sitori cũng có mặt và hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nhìn thấy hội trưởng hội học sinh thì cô gái cosplay đó liền chạy đến chỗ cô ấy, rồi nhõng nhẽo với Sitori yêu cầu cô ấy nên vui vẻ hơn khi gặp lại mình. Theo như Riyad thì đó chính là Seraphon Leviathan, một trong tứ đại quỷ vương và là chị gái của Sitori sau đó riyadh đã đến chào hỏi chị ấy đồng thời bảo issei giới thiệu bản thân khi được sera hỏi đó có phải là xích long không mọi người sau đó đã cạn lời khi cô ấy giới thiệu bản thân theo phong cách vi bù sau đó mọi người đã nói cho issei biết lý do thật sự về chuyện Sitori không gọi chị gái khi cô Kabiel tấn công lý do là seraphone cuồng em gái quá mức nếu như cô ấy biết có kẻ dám đụng tới em mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả nước nhật có thể sẽ gặp nguy mất nếu như lúc đó gọi cho chị ta sau khi rời khỏi hội trường thì cả bọn nhìn thấy bố của Riyad và thế là ông ấy cũng đến nhà của Issei để nhậu với bố cậu một bữa. Riyad đã rất xấu hổ khi mà hình ảnh của mình trong tiết sự giờ được phát lên TV cho nên cô ấy đã quyết định trở về phòng của mình trước. Issei vì lo lắng nên đã chạy theo thì thấy cô ấy đang ngồi một góc trong phòng. Nói chuyện một hồi thì Riyad chợt trao cho Issei một nụ hôn thật sâu. Sau đó Asia bất ngờ bắt quả tang hai người nên cô cũng muốn được hôn Issei nhưng sơ xích chợt xuất hiện và bảo Riad đã đến lúc giải phong ấn cho quân tượng kia được biết năng lực của người đó quá nguy hiểm cho nên Riad đành phải làm như thế tuy nhiên hiện tại sơ cho rằng em gái của mình đã đủ mạnh để khống chế nó nên mới đề xuất như vậy mặc dù phong ấn sẽ được hóa giải vào ban đêm nhưng người này lại quyết định không ra ngoài tuy nhiên quân tượng này lại chính là người kiếm được nhiều giao ước nhất thông qua máy tính sau khi bước vào bên trong và nhìn thấy một cô bé tóc vàng thì issei đã rất thích thú nhưng khi nghe Riad bảo đây là con trai thì cậu đã kinh ngạc há hốc mồm. Cậu nhóc năm nhất này tên là Gasper, mang dòng máu nửa người và nửa ma cà rồng. Tiếp đó khi được ít xây định dắt ra ngoài thì cậu ta đột nhiên biến mất. Rồi sau đó xuất hiện ở một chỗ khác khiến mọi người rất kinh ngạc. Riad giải thích đó chính là năng lực ngưng động thời gian của cậu ta mỗi khi hoảng sợ. Bản thân Gasper không thể kiểm soát được nó cho nên Serge đã phong ấn cậu ấy lại. Sau đó Riad và Akeno phải tham dự cuộc họp nên cả hai sẽ rời đi trước. Cả Kiba cũng được bảo đi cùng vì Sergei muốn biết thêm về Balance Breaker của cậu. Sau đó cả bọn đã huấn luyện cho Gasper theo yêu cầu của Riad. Koneko cũng tham gia chung luôn bằng cách cho một con ma cà rồng ăn tỏi. Một lúc sau Saji xuất hiện và nhìn thấy một cô bé cute tóc vàng khiến cậu sao xuyến. Nhưng khi nghe thằng bạn bảo đó là cú có gai thì thanh niên liền suy sụp. Đúng lúc đó Azazel đột nhiên xuất hiện khiến Issei rất rẻ chừng. Nghe cậu ấy nhắc tới cái tên đó cả bọn liền thủ thế tấn công tuy nhiên Azazel nói rằng mình chỉ muốn tìm gặp Kiba, chủ nhân của chú Nguyên Thánh Kiếm và khi biết được cậu ta không ở đây thì ông ấy đã rất lấy làm tiếc. Sau đó Azazel nói rằng năng lực của Gasper sẽ rất nguy hiểm nếu như cậu quá yếu đuối. Ông ta đưa ra lời khuyên rằng nếu muốn luyện tập thì hãy nhờ Saji, bởi năng lực của cậu ta có thể hấp thụ bớt sức mạnh khi Gasper dùng Sacred Gear. Nghe những lời đó Saji đã rất kinh ngạc vì cậu không ngờ long chảo của mình mang sức mạnh của một trong ngũ Đại Long Vương. Ngoài ra ông ta còn chỉ thêm một cách nữa đó chính là uống máu của xích long đế vương sau đó cả bọn đã làm theo phương án một để giúp gasper luyện tập tuy nhiên nó hoàn toàn không có tác dụng vì cậu nhóc này quá nhút nhát do đó gasper đã tự mình trở về nơi phong ấn cho nên ít đã gọi cho riad trở về sau đó cô nàng đã nói cho cậu ấy biết lý do tại sao gasper lại nhút nhát như vậy riad cho biết bố cậu nhóc là một ma cà rồng danh tiếng tuy nhiên mẹ lại là con người cho nên cậu ấy đã bị ghẻ lạnh bởi ma cà rồng là một chủng loài rất coi trọng dòng máu. Còn về phía con người thì xem Gasper là một con quái vật, vì họ không biết cậu ta sẽ làm gì mình với sức mạnh ngưng động thời gian đó. Nghe xong câu chuyện ít xây liền bảo Riad cứ đi xử lý công việc, còn mọi chuyện ở đây cứ để cậu lo. Sau đó thanh niên đã bảo rằng sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào Gasper chịu ra bên ngoài. Ít xây tâm sự với cậu nhóc rằng bản thân cũng rất sợ năng lực của mình đang sở hữu. Vì cứ mỗi lần dùng nó thì cậu lại cảm thấy cơ thể mình như đang biến thành một thứ gì khác. Nghe vậy Gasper liền hỏi tại sao Issei lại quyết định tiếp tục dùng nó. Và câu trả lời của thanh niên đó là không muốn nhìn thấy Riad phải rơi lệ một lần nào nữa. Nghe những lời nói chân thành đó Gasper bắt đầu hé cửa ra để dễ nói chuyện hơn. Một lúc sau Issei đã hỏi cậu nhóc có muốn hút máu của mình không. Tuy nhiên cậu ta đã từ chối vì sợ đồng thời tỏ ra rất tự ti với bản thân. Nghe vậy Issei liền bảo mình rất ghen tị với năng lực của Gasper. Với nó thì cậu có thể địa hàng của các cô gái trong trường thoải mái. Ngoài ra còn có thể bóp với Riad và Akeno mỗi ngày nữa. Nghe vậy Gasper đã rất xúc động vì cậu không ngờ lại có người ghen tị với năng lực của mình. Sau một buổi nói chuyện thì cậu nhóc hiện giờ cũng đã cảm thấy tự tin hơn. Hai người đang bàn chuyện cách sử dụng năng lực của Gasper thì Kiba chợt xuất hiện. Issei ngay lập tức rủ cậu ấy tham gia kế hoạch bóp với các nữ sinh của mình. Tuy nhiên Kiba liền từ chối dù trước đó có hứa sẽ làm mọi thứ vì cậu. Sau đó ba cô gái trong nhóm cũng đến để giúp Issei. Tiếp đó Koneko đã ném tỏi về phía Gasper còn Xenovia ngay lập tức trùng đầu cậu lại. Và thứ đó khiến cho cậu nhóc cảm thấy dễ chịu vô cùng khi không bị ai nhìn thấy mặt. Được biết ý tưởng này được Xenovia nghĩ ra khi nhớ đến ba con sâu của cô. Sau giờ học thì Issei đã đến điểm hẹn để gặp Akeno. Và cô nàng đã đưa cậu đến một ngôi đền bị bỏ hoang trên núi. Sau đó Issei chợt nghe thấy một giọng nói bí ẩn. Và người xuất hiện sau đó chính là tổng lãnh thiên thần Michael. Khi đối mặt với anh ta thì Issei có cảm giác khó chịu vô cùng nguyên nhân không phải do Michael mà là do thanh sát long kiếm mà anh ta lấy ra sau đó. Và ít xây không ngờ tổng lãnh thiên thần lại muốn tặng cây kiếm đó cho mình, chính xác hơn là Michael muốn cậu hợp nhất nó với Sacred Gear. Bởi vì anh ta không muốn có một trận đại chiến nào nữa diễn ra, nhưng hiện tại những cuộc xung đột nhỏ lẻ cứ diễn ra lần này đến lần khác. Michael không chỉ sợ ba phe sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, mà anh ta còn sợ sẽ có một phe khác nhân cơ hội đó để tấn công bọn họ. Michael tin rằng hội nghị lần này sẽ là một cơ hội tốt để ba phe chấm dứt chiến tranh mãi mãi. Anh ta tin Issei là một nhân tố quan trọng nên mới tặng thanh sát long kiếm đó cho cậu. Sau khi nghe xong tất cả những lời giải thích cũng như được Akeno khuyên bảo, Issei liền cầm lấy thanh kiếm và dồn hết tâm trí vào Sacred Gear của mình. Chỉ trong thoáng chốc, long chảo của cậu đã kết hợp hoàn toàn với thanh Ascalon. Sau đó vì còn có việc cần giải quyết cho nên Michael đã rời đi trước. Còn về phần hai người kia thì đã ngồi lại để trò chuyện. Issei hỏi Akeno có thật sự là con của thiên thần Sa ngã không? Cô nàng không phủ nhận điều đó và còn kể thêm rằng mẹ mình là một con người. Một ngày nọ mẹ cô tìm thấy Barakiel đang bị thương và đã chữa trị cho ông ấy. Và cuộc gặp gỡ đó chính là nguyên nhân mà cô nàng được sinh ra. Sau đó Akeno đã cho Issei xem một bên cánh thiên thần Sa ngã của mình. Cô ấy rất muốn thoát khỏi đôi cánh nguyền rủa này cho nên đã nhờ Riad biến mình thành ác quỷ. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà cô lại có cả cánh của ác quỷ lẫn thiên thần Sa ngã. Sau đó Akeno đã hỏi Issei có cảm nghĩ gì về một con quái vật như cô, có phải là rất cam thù vì cả cậu lẫn Asia đều từng bị thiên thần sa ngã hãm hại, và Issei đã không phủ nhận việc bản thân ghét cái chủng tộc đó. Tuy nhiên cậu lại rất thích Akeno, bởi không cần biết thân thế có ra sao, với Issei thì cô nàng vẫn là một đàn chị tốt bụng. Những lời nói đó khiến Akeno rất xúc động cho nên cô ấy liền chạy tới ôm lấy thanh niên. Cô nàng nói rằng mình đã đổ cậu rồi cho nên trở thành người thứ ba cũng không sao. Akeno cho phép cậu thích làm gì mình thì làm đồng thời yêu cầu cậu gọi mình bằng tên khi cả hai ở riêng với nhau sau đó Akeno còn cho issei ngủ lên đùi khiến cậu phê tới nốc nhưng được một lúc thì riad bỗng xuất hiện với vẻ mặt vô cùng giận dữ sau đó cô nàng nói cậu đã hết việc ở đây rồi nên kêu cậu quay trở về nhưng vì còn phải tập luyện cho gasper cho nên issei sẽ phải quay về trường riad thì không thể tham gia được vì cô cần chuẩn bị cho cuộc hội nghị ngày mai hiện tại gasper đã có tiến triển tốt vì cậu đã có thể nhắm vào mục tiêu cố định nhưng như vậy là chưa đủ vì 20 lần mà chỉ làm được một lần, cho nên Issei đã cố động viên đàn em vì mục tiêu chung của hai người. Bên khung cửa sổ thì ba người kia cũng đang quan sát sự nhiệt tình của Issei. Chợt Koneko nói rằng vẻ mặt của anh ấy y hệt cái hồi luyện tập tuyệt chiêu lột đồ, cho nên cô nàng cho rằng thanh niên chắc chắn đang âm mưu một cái gì đó rất bẩn bựa tại một nơi nào đó. Vali đã hỏi Azazel liệu mình có được tham gia buổi họp ngày mai không, và câu trả lời tất nhiên là được vì dù gì anh ta cũng là bạch long đế vương. Dù sở hữu sức mạnh to lớn nhưng Vali rất thất vọng khi được sinh ra ở cái thời đại này. Bởi cậu rất muốn chính tay mình hạ gục chúa. Tối đến khi Issei đang nằm suy nghĩ về chuyện hồi chiều thì Riyad và Akeno chợt bước vào. Vẫn như mọi khi hai cô nàng bắt đầu tranh giành thanh niên số hưởng này, cả hai cứ thế thay phiên nhau ép mặt Issei vào ngực khiến cậu phê nhức nách. Một lúc sau Asia cũng xuất hiện và rưng rưng nước mắt bảo rằng mình cũng muốn tham gia. Sáng hôm sau khi Vali đang đứng gần học viện thì cậu chợt nhìn thấy một cô gái bí ẩn. Cô nàng tên là Office cũng có cùng suy nghĩ với Vali rằng thế giới này thật nhàm chán. Về phía bên này thì Gasper sẽ không được đi theo vì họ sợ cậu sẽ mất kiểm soát sức mạnh. Để cậu nhóc bớt nhàm chán thì Issei đã cho cậu mượn máy chơi game. Koneko cũng không tham gia mà sẽ ở lại canh chừng cậu ấy. Trong cuộc họp sau đó không chỉ có đại diện của ba phe, mà những người có liên quan đến vụ cô Kabiel tấn công cũng tham gia. Không muốn lòng vòng Azazel liền đề nghị cả bọn ký hiệp ước hòa bình. Ông ta thẳng thắn nói rằng dù sao đó cũng là mục đích của những người ở đây trong khi đó tại phòng câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn koneko cảm nhận được bên ngoài có những kẻ lạ mặt đang tiếp cận hai người họ ngay sau đó những cô gái lạ mặt có tâm hồn to tròn kia đã xông vào bên trong bọn họ là những con người đã lập khế ước với quỷ để có được sức mạnh và mục đích đến đây hôm nay chính là bắt cóc con ma cà rồng gasper nghe vậy koneko liền đưa cậu bạn chạy trốn tuy nhiên cô không thể chạy ra khỏi học viện được vì quân địch đang đợi ở ngoài rất đông cho nên koneko đành phải đưa gasper vào trong một căn phòng có lập kết giới sẵn thế nhưng phe địch vẫn có thể tiến vào bên trong và tấn công Koneko một cách bất ngờ. Kết quả là hai người sau đó đã bị các nữ pháp sư kia khống chế lại. Gasper vì không giữ được bình tĩnh nên đã bọc phát khả năng ngưng động thời gian. Tại cuộc họp lúc này thì Azazel đã hỏi Issei và Vali nghĩ như thế nào về hòa bình. Đối với Vali thì thế giới có ra sao cũng mặc kệ, miễn sao được đấu với kẻ mạnh là được. Về phần Issei thì cậu không thể đưa ra quyết định ngay được nên Azazel đã giúp cậu thông não ông ấy nói rằng nếu như có chiến tranh thì cậu không thể nào làm chuyện đó với riyadh được còn nếu như hòa bình được thành lập thì cậu có thể phịch cô ấy mỗi ngày tất nhiên khi nghe xong những lời đó ít xây liền ủng hộ hòa bình tiếp đó thanh niên đã hỏi michael rằng tại sao lại trục xuất một người sùng đạo như asia và anh ta đã nói rằng sau khi chúa chết thì hệ thống của ông ấy vẫn còn nguyên cho nên những việc michael có thể xen vào là có giới hạn chính vì vậy bất cứ điều gì mà có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống là sẽ bị loại bỏ ngay Senovia hỏi rằng nó cũng giống như sẽ loại bỏ những người biết sự thật về Chúa đúng không? Và thông qua câu trả lời của Michael thì Irina biết được người đồng đội của mình không hề phản bội. Sau đó khi cả nhóm đang bàn chuyện thì cả không gian đột nhiên bị ngưng động lại. Những người kháng được nó là bốn đại diện của ba phe, ngoài ra còn có những người sở hữu sức mạnh của rồng và thánh kiếm. Còn việc Riad không bị ảnh hưởng là nhờ cô đã chạm vào ít giây khi xảy ra rung chấn. Bên ngoài lúc này đang có vô số pháp sư tấn công vào học viện. Tuy nhiên việc bọn họ cần ưu tiên đó chính là giải cứu Gasper, bởi nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng ngay cả quỷ vương cũng không kháng được nó. Tuy nhiên do bị can thiệp nên bọn họ không thể dùng phép dịch chuyển thoải mái được và nếu như dùng sức mạnh của Seret thì cũng chỉ có thể dịch chuyển tối đa hai người. Vậy nên Issei đã nhận trọng trách đi theo Riad để giải cứu Gasper và Koneko. Về phần vali thì cậu được Azazel bảo đi giết thời gian với mấy tên pháp sư ở bên ngoài. Anh ta ngay lập tức bay ra ngoài rồi sau đó dùng trạng thái Balance Breaker. Nhìn thấy Vali biến hình một cách đơn giản thì Issei đã rất kinh ngạc. Bởi cậu dù đã phải hy sinh cả một cánh tay nhưng vẫn chỉ duy trì được 10 giây, sau đó chỉ với một đòn tấn công đơn giản. Vali đã có thể làm bay màu một lượng lớn quân địch. Trước khi Issei dịch chuyển đi thì Azazel đã đưa cho cậu hai chiếc vòng tay. Nó sẽ giúp cậu dùng trạng thái Balance Breaker mà không cần đánh đổi gì cả. Còn cái thứ hai ông ấy bảo cậu hãy đeo cho Gasper để kiểm soát sức mạnh của cậu nhóc. Sau khi Riad và Issei rời đi thì Kateri, hậu duệ của Leviathan chợt xuất hiện. Cô ta đột nhiên tấn công tất cả những người trong đó nhưng không thành. Được biết Kateri đến đây là để chống đối cuộc họp vô nghĩa này. Bởi cô ta muốn đổi mới thế giới này đồng thời giết chết Sera để trở lại làm quỷ vương. Vì dù gì cô ta cũng là hậu duệ chính thống của cựu quỷ vương Leviathan. Tiếp đó Azazel đã bước lên nhận trọng trách đối đầu với Ata. Cùng lúc đó nhóm của Riyad đã đi đến nơi giam giữ Koneko và Gasper. Đám pháp sư đã rất kinh ngạc vì không ngờ hai người lại đến được nơi này nhanh như vậy hiện tại nhóm còn lại chỉ có thể phòng thủ vì họ không muốn châm ngòi chiến tranh nghe vậy ba kiếm sĩ trong nhóm đã đứng ra nhận nhiệm vụ cản đòn của kẻ địch thế nên xenovia và irina một lần nữa có dịp để sát cánh bên nhau mọi hiểu lầm đã được giải quyết cho nên cả hai đã thân thiết trở lại trở về với bên này thì gasper đang tự trách bản thân cậu muốn biến mất khỏi thế giới này cho rồi để không gây rắc rối nữa nhưng riyad liền bảo cậu ngưng nói những điều ngu ngốc đó bởi dù thế nào đi nữa thì gasper vẫn là một thành viên trong gia tộc của cô Cả Issei cũng cố gắng an ủi cậu nhóc bằng những lời chân thành nhất. Sau đó tự rạch đứt tay của mình rồi vấy máu lên người Gasper. Cậu ấy đã chấp nhận số mệnh của mình nên liền liếm lấy nó và rồi đột nhiên biến mất. Gasper biến thành những con rơi đồng thời sử dụng năng lực để hút sức mạnh của kẻ địch. Sau đó còn có thể khiến tất cả các nữ pháp sư bất động hoàn toàn. Tạo ra cơ hội cho Issei sử dụng kỹ năng làm bay màu quần áo của bọn họ. Thanh niên muốn lao vào bóp những quả đồi đó nhưng Riad ngay lập tức cản lại. Sau khi đeo vòng tay cho Gasper xong thì cả bọn liền đến viện trợ cho nhóm của Kiba. Tiếp đó khi nhìn thấy mọi người chiến đấu khổ cực thì cậu nhóc đã cảm thấy rất tội lỗi. Và điều đó đã thôi thúc cậu gỡ bỏ vòng tay rồi sau đó phát động kỹ năng của mình. Thành công xóa bỏ sự ngưng động và giúp những người kia có thể di chuyển trở lại. Cả bọn sau đó đã ngay lập tức tham chiến để hỗ trợ nhóm của Riad một tay. Để mau mau kết thúc trận chiến này thì Azazel đã lấy ra ngọn giáo Dalfon Dragon. Nó là một Sacred Gear nhân tạo do chính tay ông ta tạo ra. Với nó Azazel đã tiến vào trạng thái balance breaker và khoác cho mình một bộ ma long giáp, sau đó ông ấy đã tặng cho Kateri một nhát chém chí mạng vào vai. Nhận ra kế hoạch đã thất bại cho nên ả ta quyết định tự hủy để kéo Azazel chết chung. Tuy nhiên ông ấy đã hy sinh một cánh tay để thoát khỏi nó rồi sau đó hạ gục cô ta. Cứ tưởng trận chiến đã sắp ngã ngũ thì Vali bất ngờ tấn công bọn họ. Hắn ta đã quyết định phản bội vì nhận ra bên phe chống đối thú vị hơn nhiều và Azazel cũng ngờ ngợ đoán ra được tổ chức mà Vali gia nhập chính là Khao Thủ lĩnh của nó không ai khác chính là Ophis, một con rồng Uroboros. Nó mang sức mạnh vô địch và bất tử. Ngay cả chúa cũng phải khiếp sợ. Vali thừa nhận mình theo phe Ophis, nhưng cả hai không có ý định thống trị thế giới. Sau đó mọi người còn được biết tên đầy đủ của Bạch Long chính là Vali Lucifer. Hắn ta cũng là hậu duệ của cựu quỷ vương, mang cả dòng máu của quỷ lẫn con người. Cũng chính vì vậy mà hắn ta mới có thể sở hữu Vanishing Dragon. Và theo như Azazel nhận xét thì Vali chính là người mạnh nhất trong tất cả chủ nhân của Bạch Long. Tiếp đó hắn ta đã đề cao dòng máu của mình đồng thời mỉa mai Issei. Vali nói cậu chỉ là một con người bình thường trước khi thành quỷ, một kẻ thấp kém nếu như không có Sacred Gear thì chẳng là cái thá gì cả. Tiếp đó Vali nói rằng mình sẽ ban cho Issei sự hận thù bằng cách sát hại cả gia đình cậu. Nghe những lời đó, thanh niên liền nổi cơn thịnh nộ và bảo hắn câm họng lại, rồi sau đó sử dụng sức mạnh của vòng tay để tiến vào trạng thái Balance Breaker nhưng do tốc độ của vali là rất nhanh nên dù có sát long kiếm trong tay ít xây vẫn không thể nào đả thương được hắn sau đó cậu đã bị dính đòn của bạch long và còn bị hắn ta giảm sức mạnh xuống một lúc sau cậu nhận ra đôi cánh của đối thủ có tác dụng loại bỏ phần sức mạnh dư thừa bởi dù có mạnh đến đâu thì cơ thể của con người vẫn có giới hạn cho nên sau đó ít xây đã búp sức mạnh của mình rồi truyền cho vali để hắn ta quá tải nhân cơ hội đó thì cậu đã đấm vào viên ngọc trên ngực khiến bộ giáp của hắn vỡ ra nhưng ngay sau đó Vali đã triệu hồi ra một bộ long giáp khác khiến mọi người rất kinh ngạc. Còn về phần xây thì vòng tay mà Azazel đưa cho lại đang dần cạn kiệt năng lượng. Dry khuyên cậu nếu không muốn chết thì hãy bỏ chạy. Tuy nhiên xây liền bảo rằng mình sẽ không chết vì cậu còn chưa được bóc tem Riad. Sau đó thanh niên quyết định hấp thụ sức mạnh của Vali thông qua viên ngọc ba nãy. Anbian cho rằng hành động đó thật ngu ngốc nhưng Dry liền nói rằng đó chính là sức mạnh của cậu ấy biến những thứ không thể thành có thể. Và quả thật Issei đã thành công khi một cánh tay cậu giờ đây chính là của Bạch Long. Thấy vậy Vali liền sử dụng sức mạnh thật sự của mình bằng cách bẻ cong cả không gian lại. Thấy Issei có vẻ hoang mang cho nên Azazel đã giải thích kỹ năng đó cho cậu hiểu. Chiêu đó sẽ chia nửa mọi thứ ở đây, nghĩa là hai quả bưởi của Riad sẽ chỉ còn là hai trái cam. Sau khi nghe những lời ấy Issei liền phẫn nộ và tuyên bố rằng sẽ thiến tên Vali. Cậu liên tục bút sức mạnh lên cả triệu lần mà không biết rằng Azazel chỉ đang nói đùa. Tên vali sau đó đã rất kinh ngạc với tốc độ cũng như sức mạnh của Issei, còn anh Men lúc này đang chiến đấu cho cặp phiếu của các cô gái trong hội một cách điên loạn. Vali công nhận Issei là một đối thủ cho nên hắn quyết định sẽ sử dụng hình thái tuyệt diệt, nhưng người đồng đội của hắn là Baiku chờ xuất hiện và làm gián đoạn quá trình biến hình. Theo như Azazel thì hắn ta chính là hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký, tuy nhiên Baiku đến đây không phải là để chiến đấu mà là đến đón Vali trở về. Sau khi bọn chúng rời đi thì Issei đã hoàn toàn kiệt sức và được Riyad đỡ lấy. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc và hiệp ước hòa bình cũng đã được lập nên. Tiếp đó Issei đã thỉnh cầu Michael cho phép Asia và Xenovia được tiếp tục cầu nguyện. Cả Irina cũng lên tiếng cầu xin ngài ấy chấp nhận việc đó. Ngoài ra cô ấy còn xin lỗi Xenovia và Asia vì đã xem hai người là kẻ phản bội. Sau cùng thì Michael đã đồng ý vì để hai con quỷ cầu nguyện cũng không gây hại đến ai. Sáng hôm sau mọi người đã rất sốc khi biết tin Azazel sẽ trở thành cố vấn câu lạc bộ. Một điều kinh ngạc hơn nữa đó là cánh tay của ông giờ đây linh hoạt như một con robot vậy. Ngoài việc trở thành cố vấn thì Azazel ở đây là để đào tạo cho bọn họ học cách khai thác sức mạnh của Sacred Gear theo yêu cầu của Sirzechs. Với lại anh trai của Riyad còn nhờ ông ấy nhắn lại một chuyện nữa, đó là tất cả phải trở nên gắn bó hơn nữa để giúp cho việc luyện tập của Issei, cho nên mệnh lệnh của Quỷ Vương đó là tất cả các cô gái trong câu lạc bộ phải dọn đến nhà của cậu ấy ở. Và tập này đến đây là hết rồi nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại cho mình một like một đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để mình có động lực làm tiếp nhé và hãy nhớ ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo